Tào Thệ Thủy đẹp mắt lông mày nhíu lên, nàng là Tào Bội Văn thích nhất tiểu công chúa, nàng lưu lại Tào Bội Văn đều không nói gì, có thể thấy được lốm đốm. Nàng nghĩ, nói tiếp, hắn có phải hay không điên, trước đó chỉ nhớ rõ một số việc, tỉ như không thể giết ải nhân tộc, có lẽ. Hắn chỉ nhớ rõ băng thú vương trận chiến kia, đem sở hữu tham chiến đại quân cũng làm thành địch nhân. Ha ha, Tào Đoạn Thiên đùa cợt cười nói, Hỏa Ly tộc cùng Mãnh Tượng tộc thế nhưng là ải nhân tộc minh hiếu, việc này coi như điên rồi cũng sẽ không quên a, còn có hắn mỗi lần xuất thủ đều rất giảng cứu, chưa từng chọn đại bộ đội, chỉ tuyển một tiểu đội nhân mã xuất thủ. Giết về sau trước tiên thoát đi, nếu như là một người điên, làm sao có thể như thế lý trí, có lẽ ngươi sẽ nói hắn vận khí tốt, nhưng một người vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng nhiều lần đều vừa lúc đào tẩu a. Tào Thệ Thủy con mắt thoáng cái trợn to, hoảng sợ nói, ca, người ý là hắn không điên? Nhưng hắn nếu là không điên, vì sao muốn lung tung giết người, vì sao còn muốn liền Hỏa Ly tộc cùng Mãnh Tượng tộc nhân cũng giết đâu? Tào Bội Văn lông mày cũng thật sâu khóa lên, hiển nhiên cũng nghĩ không thông. Tào Đoạn Thiên u cười nói, giống như người này căn bản cũng không phải là ải nhân tộc đâu. Cái gì? Tào Thệ Thủy trên mặt đều là vẻ không dám tin, lắc đầu nói, không có khả năng, rất nhiều người đều thấy được hắn, mà lại chiến đấu vết tích cũng quá rõ ràng, sở hữu người bị giết đều là bị chùy đạp nát đầu. Ha ha ha, Tào Đoạn Thiên cười dài, tự tin nói ra, ta dám đoán chắc người này căn bản không điên, cũng không phải ải nhân tộc. Hắn hẳn là dùng một loại nào đó thần thông biến thành ải nhân tộc dáng vẻ, những cái kia chiến đấu vết tích liền là tốt nhất chứng cứ. Chết nhiều người như vậy, đồng phục đầu đều bị nện nát, mà lại chưa từng nhìn thấy hắn dùng còn lại thần thông. Chết người đều tại nguyên chỗ gần như không chút di động. Thử nghĩ thoáng cái, nếu như chúng ta nhìn thấy một người xách theo chùy tại giết người, chúng ta cảm giác không địch nổi tình huống dưới sẽ làm cái gì, hoặc là phóng thích công kích, hoặc là chạy trốn a, nhưng vì sao không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu hiệu, những người này cũng căn bản không có trốn, chùy tốc độ lại nhanh, người cũng muốn từng cái giết đi. Công kích linh hồn, Tào Bội Văn trong mắt hàn quang lóe lên, mở miệng nói, người này là có một loại cường đại linh hồn thủ đoạn, hắn dùng chùy đem đầu đập nát, căn bản chính là vì che giấu. Hắn quả nhiên không phải ải nhân tộc. Chương 1034, dẫn xà xuất động. Phục Hổ Tông bản thân cũng am hiểu công kích linh hồn, biết rõ công kích linh hồn kinh khủng, giết người tốc độ cũng nhanh, vô thanh vô tức cũng có thể diệt hết một đám người, trên thân còn không có bất luận cái gì thương thế. Tào Thệ Thủy cũng rất nhanh minh bạch, nếu quả như thật dựa vào chùy từng cái đập chết, kia rất nhiều người thân thể khẳng định cũng sẽ bị nện nát, tay chân bị nện đoạn, nhưng chết nhiều người như vậy, đồng phục đều là đầu bị nện toái, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Sở dĩ chỉ có một lời giải thích, những người này là trước bị giết, sau đó mới bị nện toái đầu. Người này thật thông minh, Tào Thệ Thủy trong mắt đẹp quang mang lóe lên nói, hắn ngụy trang thành ải nhân tộc, cầm thúc con, còn gọi lấy muốn cho Khâu Bạch Khâu Minh báo thù, cố ý để cho người ta trông thấy nhiều lần, nhưng thật ra là vì lừa dối tất cả mọi người. Thế nhưng là, Tào Thệ Thủy nghĩ, lại mặt mũi tràn đầy mơ hồ, hỏi, hắn mục đích làm như vậy là cái gì, chẳng lẽ hắn cùng chúng ta mấy tộc đều có thù, ngụy trang không muốn để cho ngoại nhân biết thân phận chân thật của hắn. Sai, Tào Đoạn Thiên cười nhạt một cái nói, hắn cùng chúng ta không nhất định có thù, chí ít sẽ không toàn bộ có thù. Hắn hẳn là cùng ải nhân tộc có thù, hắn muốn mượn chúng ta mấy tộc trả thù ải nhân tộc, hắn đang mượn đao giết người, kỳ thật. Người này ta hẳn là gặp qua một lần, Tào Đoạn Thiên đem săn giết băng thú vương lúc, ải nhân tộc một người dùng thiết chùy hướng Đường Đao tộc ném mạnh mà đi, gây nên ải nhân tộc cùng Đường Đao tộc đại chiến sự tình, cùng Tào Bội Văn Tào Thệ Thủy nói chuyện, lúc này mới cười thần bí nói, lão tổ tông, nếu như ta không có đoán sai, người này thân phận chân thật, kỳ thật chúng ta hẳn là đều nghe nói qua. Tào Bội Văn kinh ngạc vẩy một cái lông mày nói, Tiểu Thiên, hắn là ai? Tào Thệ Thủy cũng tò mò mà hỏi, ca, người này ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói qua, Tào Đoạn Thiên cười một tiếng, đưa tay chỉ phương Nam nói, người kia hẳn là đến từ Đông Hoàng Đại Lục, hắn có một loại rất thần kỳ thần thông, có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào, linh hồn khí tức đều một màn đồng dạng. Hắn còn có được rất nhiều kỳ dị thần thông, trong đó có một loại phi thường nổi danh, gọi là Độn Thiên thần kỹ. Tào Bội Văn đôi mắt đột nhiên co rụt lại, lấp lóe vài vòng, sát khí trên người lập tức rút nhanh chóng mà ra, lạnh giọng nói ra, tốt, tại Đông Hoàng Đại Lục làm ầm ĩ đến không đủ, còn chạy tới chúng ta Tuyết Vực đại náo, hắn thật cho là mình vô địch thiên hạ. Tào Thệ Thủy ngay từ đầu có chút mơ hồ, rất nhanh đôi mắt đẹp sáng lên, miệng nhỏ mở ra hoảng sợ nói, ca ca, ngươi nói là hắn là Giang Dật? Làm sao có thể, Giang Dật tìm chúng ta Tuyết Vực tới làm gì, coi như hắn chạy tới, vì sao muốn làm như thế, hắn đây là cùng chúng ta Tuyết Vực là địch a. Nguyên nhân cụ thể ta không biết, bất quá người này 89 phần 10 là Giang Dật. Tào Đoạn Thiên phi thường tự tin nói ra, có thể tránh thoát nhiều như vậy bán thần truy sát, liền xem như thất tinh cường giả cũng không có khả năng, nếu như là bát tinh cường giả, Thiên Ẩn Tông vị kia khẳng định hội ngồi không yên, Tuyết Vực thế nhưng là địa bàn của nàng. Đông Hoàng Đại Lục cường giả tới loạn giết, nàng không có lý do không ra mặt. Đúng vậy a, Tào Thệ Thủy nháy mắt nói ra, ca, vì sao lần này Thiên Ẩn Tông không có tham gia lịch sử Đông Hoàng Đại Lục người tới, thế nhưng là nhiều lần đều là Thiên Ẩn Tông người ra mặt chặn đường đánh lui. Ha ha ha, Tào Đoạn Thiên cười ha hả, hấp dẫn Tào Bội Văn chú ý về sau, mới giải thích nói, nếu như ta không có đoán sai, người này còn có một cái thân phận, chúng ta cũng đều gặp qua, hắn liền là Thiên Ma Tộc Ma Tinh. Ma Tinh, Tào Thệ Thủy con mắt lại mở lão đại, lần trước tại Phục Hổ Sơn Giang Dật đối mặt Tô Như Tuyết lúc điên cuồng biểu hiện, nàng ấn tượng rất sâu, tại băng đảo Giang Dật một người diệt Khâu Bạch Hỏa Hộc Mạnh Đạt bọn người, kia như địa ngục tràng cảnh, cũng làm cho Tào Thệ Thủy cả một đời đều không thể quên. Không sai, liền là Ma Tinh, Tào Đoạn Thiên rất khẳng định nói ra, Giang Dật có thể biến ảo thành bất luận cái gì bộ dáng, hắn trà trộn vào Thiên Ma Tộc cũng quá đơn giản. Mà lại Ma Tinh quật khởi tốc độ quá nhanh đi, một cái trước kia yên lặng vô danh người, đột nhiên quật khởi, một người còn diệt sát Khâu Bạch Mạnh Đạt Hỏa Hộc một đám cường giả mấy ngàn người, giống như đổi lại Thiên Ma Tộc, coi như có thể giết, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, sợ liên lụy Thiên Ma Tộc a. Tào Bội Văn sắc mặt yên lặng, đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Thiên, người phân tích không tệ, nói tiếp. Tào Đoạn Thiên sắc mặt hơi có chút ửng hồng, Tào Bội Văn rất ít khen người, hắn có thể nói một câu nói như vậy phi thường khó được, hắn vội vàng nói, Ma Tinh, cũng chính là Giang Dật, tại lão tổ tông thọ yến trước một ngày thấy được Thiên Ẩn Tông một tên thánh nữ, lúc ấy hắn phản ứng rất dị thường, còn nói hắn cùng thánh nữ kia gặp qua nước trôi, lúc ấy cũng ở tại chỗ, hẳn là có thể cảm nhận được hắn đối thánh nữ kia có phi thường sâu tình cảm. Đằng sau tại băng đảo lúc, hắn chém giết Khâu Bạch bọn người, ta dẫn người tới, Ngũ trưởng lão lại vừa lúc xuất hiện, cứu được hắn. Tào Bội Văn nghe được có chút mơ hồ, hắn không nhịn được khoát tay trận lại nói, đơn giản ta nói. Tào Đoạn Thiên gật đầu nói, theo ta suy đoán, Giang Dật đến Tuyết Vực mục đích hẳn là cứu tên kia Tuyết Thánh Nữ, tại Đông Hoàng Đại Lục hắn cũng là vì một nữ tử cùng Bắc Đế Vũ ra khai chiến. Lão tổ tông ngươi cũng biết, vừa vào Thiên Ẩn Tông, đời này chết cũng là Thiên Ẩn Tông quỷ, sở dĩ ta phỏng đoán Giang Dật hẳn là cùng Thiên Ẩn Tông đạt thành thỏa thuận gì, tỉ như hủy diệt Ải Nhân Tộc. Hắn tiềm phục tại Thiên Ma Tộc, tăng thêm trong khoảng thời gian này sự tình, kỳ thật cũng là vì hủy diệt Ải Nhân Tộc. Giống như Giang Dật ở chỗ này nghe đến mấy câu này, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp, cái này Tào Đoạn Thiên suy đoán không 89 phần 10, lần trước Giang Dật tại băng đảo kém chút xong đời, cũng là cái này Tào Đoạn Thiên bố trí cục diện, có thể thấy được cái này Phục Hổ Tông thiếu tộc trưởng, Tuyết Vực đệ nhất công tử, thịnh danh chi hạ hoàn toàn chính xác vô hư sĩ. Ta còn là không rõ, Tào Thệ Thủy vuốt vuốt sợi tóc nói, Thiên Ẩn Tông vì sao muốn hủy diệt Ải Nhân Tộc, chính các nàng muốn động thủ liền là một câu sự tình. Coi như ca ca ngươi toàn bộ đoán đúng, dùng Giang Dật thực lực, hắn có thể tại Phật Sơn diệt sát 5 tên bán thần, hắn muốn tiêu diệt Khâu Sơn cũng quá đơn giản a, vì sao muốn lượn quanh nhiều như vậy phạm vi. Điểm thứ nhất tốt giải thích, lão tổ tông hẳn phải biết. Tào Đoạn Thiên ánh mắt nhìn về phía Tào Bội Văn, cái sau nhẹ gật đầu biểu thị có thể hiểu được. Tào Đoạn Thiên lúc này mới mày nhăn lại, cũng có chút nghi hoặc nói ra, về phần hắn vì sao không trực tiếp diệt sát Khâu Sơn, điểm này ta cũng nghĩ không thông. Tốt, tốt, Tào Bội Văn gặp Tào Thệ Thủy lại muốn hỏi thăm, không nhịn được khua tay nói, Tiểu Thiên phỏng đoán rất nhiều đều có lý, bất quá những này phỏng đoán không có chút ý nghĩa nào. Mấu chốt là chúng ta như thế nào bắt hắn lại, giết chết hắn, lại tiếp tục cho hắn giết tiếp, ta tấm mặt mo này đều mất hết. Ha ha, Tào Đoạn Thiên trên mặt hiển hiện một tia nụ cười tự tin, hắn cười nói ra, lão tổ tông đừng nóng vội, kỳ thật bất luận hắn có phải hay không Giang Dật, ta đều có một kế, có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Tào Bội Văn trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, mau nói. Rất đơn giản, Tào Bội Văn ánh mắt nhìn về phía vùng Đông Nam, chỉ một ngón tay nói, mặc kệ hắn là thân phận gì, mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn muốn mượn đao giết người, hắn nghĩ tới chúng ta diệt Ải Nhân Tộc. Vậy chúng ta, tự thuận ý của hắn, lão tổ tông xin ngài triệu tập đại quân, đồng thời thông báo Đường Đao tộc, Hỏa Ly tộc, Mãnh Tượng tộc cùng đi một chuyến Ải Nhân Sơn đi. Tào Thệ Thủy đưa tay che miệng nhỏ, như một cái bị hoảng sợ tiểu thỏ tử, đầy mắt chấn kinh. Tào Bội Văn hai mắt sáng lên, trên mặt hiện ra nụ cười, tán thưởng nhìn Tào Đoạn Thiên một chút, vuốt cằm nói, Tiểu Thiên cái này mưu kế không tệ, đã chúng ta bắt không được hắn, vậy liền dẫn xả xuất động. Đại quân khẽ động, người này tất nhiên sẽ đi Ải Nhân Sơn. Chương 1035, biết rõ Sơn có hổ. Đại quân rất nhanh động, không chỉ là Phục Hổ Tông đại quân, Hỏa Ly tộc, Mãnh Tượng tộc, Đường Đao tộc đại quân toàn bộ động, 4 tộc phân biệt triệu tập 30 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Ải Nhân Sơn chạy đi. Mỗi lần tộc 30 vạn đại quân kéo dài một đường thẳng, dòng dã mấy chục dặm, quân kỳ dày đặc, bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, từ xa nhìn lại quân sĩ trên thân mang theo chiến đao hàn quang hợp thành một đầu bạch tuyến, làm người sợ run run sợ. Bốn tộc gần như đồng loạt khởi binh, bất quá hành quân tốc độ có nhanh có chậm, Tây Bắc Đường Đao tộc nhanh nhất, cách Ải Nhân Sơn gần nhất, Hỏa Ly tộc chậm nhất, theo tính được bốn cái đại quân hẳn là tại 10 ngày sau đồng thời đến Ải Nhân Sơn phụ cận. Tin tức truyền ra, tứ phương chấn động, vô số đại tộc nhao nhao phái ra trinh sát, bốn tộc đại quân nếu là thật sự tiến đánh Ải Nhân Sơn, Ải Nhân tộc tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt, đến lúc đó một tòa thần sơn liền sẽ để trống, cũng sẽ có một cái đại tộc thay thế Ải Nhân tộc, trở thành mới Tuyết Vực 10 tông. Tuyết Vực lớn nhỏ tộc đàn có gần ngàn cái, có được bán thần đại tộc ít nhất cũng có 20 cái, bốn tộc diệt Ải Nhân tộc, lại sẽ không chiếm cứ Ải Nhân Sơn, bọn hắn cũng không có cái này quân lực chú đóng ở, dễ dàng bị còn lại đại tộc tiêu diệt từng bộ phận. Sở dĩ Ải Nhân Sơn một khi chống đi, tất có một cái đại tộc thượng vị. Thần Sơn, đây chính là Tuyết Vực tốt nhất động thiên phúc địa, tự nhiên tụ linh bảo địa, có được Thần Sơn bản tộc liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra cường giả, thế hệ vĩnh xương. Có được Thần Sơn, đó cũng là địa vị biểu tượng, cất bước ở bên ngoài săn giết băng thú lúc, cũng sẽ không bị người cướp đoạt, bị người đánh chết. Sở dĩ bất luận bốn tộc hội sẽ không diệt Ải Nhân tộc, rất nhiều đại tộc đều ầm ầm tâm động, vô số đại tộc đi theo khởi binh hướng Ải Nhân tộc dũng mãnh lao tới, như có cơ hội bọn hắn tuyệt đối không tiếc liều đến người chết ta sống cũng muốn cầm xuống Thần Sơn. Trong lúc nhất thời, Tuyết Vực gió nổi lên vân dũng, rất nhiều đại tộc đều quên cái kia thần bí người lùn cường giả uy hiếp, tiểu tộc trinh sát cũng đẩy thế giới loạn chuyển, đem tình huống trước tiên phản hồi về đi. Thiên Ma Cung, Ma Yêu Nhi nhận được tin tức về sau, lập tức hưng phấn vô cùng, chạy trước đi Ma Thần thư phòng, còn không có đi vào tự hô to kêu to lên, phụ hoàng, bốn tộc xuất binh, lần này Ải Nhân tộc chắc là phải bị diệt, hừ hừ, Ải Nhân tộc giết nhiều người của chúng ta như vậy, lần này cũng là ông trời mở mắt. Ma Thần đã sớm nhận được tin tức, hắn nhìn xem Ma Yêu Nhi một tấm đều là hả giận mặt, nở nụ cười khổ lắc đầu nói, Phục Hổ Tông có cao nhân a, Ải Nhân tộc không nhất định bị diệt, bọn hắn đây là say ấm chi ý không tại rượu a. Có ý tứ gì? Ma Yêu Nhi đầu não tương đối đơn giản, nháy nháy mắt hỏi, phụ hoàng, bốn tộc lớn tiếng như thế, đã động chắc chắn sẽ không công mà lui. Ha ha, Ma Thần nâng chung trà lên uống một ngụm, tay của hắn thế mà cũng không phải phổ thông thiên ma tộc dáng vẻ, mà là cùng người bình thường giống nhau như đúc, hắn đặt chén trà xuống nhìn Ma Yêu Nhi một cái nói, diệt Ải Nhân tộc đối với bốn tộc có chỗ tốt gì coi như đối Phục Hổ Tông Đường Đao tộc có chỗ tốt, đối Hỏa Ly tộc cùng Mãnh Tượng tộc không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại liên minh bọn họ liền muốn phá, đã như vậy bọn hắn vì sao còn muốn triệu tập đại quân, binh lâm Ải Nhân Sơn. Mà Yêu Nhi càng thêm mơ hồ, gãi gãi mái tóc nói, đúng nha, vì cái gì? Vì một người. Ma Thần ánh mắt nhìn về phía vùng Đông Nam nói, Giang Dật ngụy trang thành Ải Nhân tộc bốn phía loạn giết là vì cái gì? Không phải là vì dẫn tới bốn tộc giận dữ, trả thù Ải Nhân tộc sao? Bốn tộc tương kế tự kế, mục đích cuối cùng nhất có phải là vì dẫn hắn ra? Nếu như ta không có đoán sai, Tào lão quái, Hỏa Viêm, Đường Đao bọn người hẳn là đều tiềm phục tại trong đại quân, liền đợi đến hắn đi Ải Nhân Sơn đâu. Mà Yêu Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức hoàn toàn trắng bệch, không có một tia huyết sắc, nghĩ đến bốn tên bán thần bí mật ẩn núp, phục kích Giang Dật, nàng thân thể mềm mại run lên, vội vàng kéo lại Ma Thần tay nói, phụ hoàng, người nhanh mau cứu hắn chết, ta. Mà Yêu Nhi đằng sau câu nói kia không có nói ra, không xem qua nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đầy mắt đều là vẻ cầu khẩn. Ma Thần nhắm mắt lại, khoát tay áo nói, được rồi, người không nói lần này ta cũng sẽ đi, như thế thịnh sự, việc quan hệ Tuyết Vực cách cục, ta làm sao có thể không đi quan chiến? Bất quá ta đương nhiên sẽ không cùng Tào lão quái bọn hắn cứng đối cứng, tiểu tử này là chết hay sống tự nhìn hắn tạo hóa. Mà Yêu Nhi dậm chân một cái nói, kia phụ hoàng ta và ngươi cùng đi. Hồ nháo! Ma Thần sầm mặt lại, khiển trách, ngươi cái nào đều không cho đi, ngươi cái này tính tình lúc nào mới có thể thay đổi thành thật ở nhà tu luyện, nếu là không nghe lời, ta tự mặc kệ tiểu tử kia. Nói xong, Ma Thần thân ảnh lóe lên biến mất trong thư phòng, ra Thiên Ma Cung bên ngoài, hắn một tay đánh ra một đạo nguyên lực, Thiên Ma Cung sáng lên một đạo chướng mắt quang mang, mở ra cấm chế. Ma Thần lãnh mâu quét qua phía dưới ma phù ma kỵ bọn người, hạ lệnh, ta đi ra ngoài một chuyến, ta không có trở về trước đó Thiên Ma Sơn hoàn toàn phong tỏa, ngày đêm đề phòng, bất kỳ người nào đều không được mở ra Thiên Ma Cung phóng thần nữ ra, nếu không giết không tha. Tuân mệnh! Ma phù bọn người toàn bộ một gối quỳ xuống lĩnh mệnh, nhìn xem Ma Thần hướng vùng Đông Nam nhanh chóng bay đi, ma kỵ cùng ma phù liếc nhau, trong mắt đều là vẻ tiếc nuối. Bách tộc tề tụ Ải Nhân Sơn, như thế thịnh thế bọn hắn lại không có duyên phận mắt thấy, đáng tiếc a. Lại một cỗ đại bộ đội, Băng hải phía dưới hơn 1000 trượng mặt đất, Giang Dật biến thành một tên thiên ma tộc tộc nhân giấu ở dưới mặt đất, dựa vào thần niệm không ngừng dò xét phía trên động tĩnh. Băng hải là 10 tòa thần sơn trung ương, rất nhiều đại tộc muốn đi Ải Nhân tộc đều phải thông qua băng hải. Giang Dật tại cái này mấy ngày cũng dò xét đến rất nhiều đại bộ lạc đại quân, khoảng chừng 10 mấy con, hơn 100 vạn người. 4 tộc đại quân khẽ động, Tuyết Vực sở hữu chủng tộc trinh sát đều động, khắp nơi đều là người, sở dĩ Giang Dật biến thành thiên ma tộc vô cùng an toàn. 2 ngày trước một vị bán thần thần thức còn tại trên người hắn đảo qua, bất quá không có bất kỳ cái gì để ý, khắp nơi đều là người, một cái thiên ma tộc trinh sát không thể bình thường hơn được. 4 tộc đại quân còn có 5 ngày liền muốn đến Ải Nhân Sơn đi. Giang Dật nhẹ giọng thì thào một tiếng, con mắt mở ra, trên mặt đất đạo nội dạo qua một vòng, cuối cùng quyết định lên đường, hắn muốn đi Ải Nhân Sơn. Tào Đoạn Thiên tính được rất chuẩn, hắn trong khoảng thời gian này loạn giết 4 tộc quân đội, chính là vì mượn đao giết người. Đao đã mượn tới, hắn khẳng định ngồi không yên, muốn đi tận mắt xem Ải Nhân tộc cuối cùng có thể hay không bị diệt. Chính hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, Tào Bội Văn Đường Đao bọn người khẳng định cũng sẽ đi Ải Nhân Sơn, dù sao Khâu Sơn là bán thần. Hắn đi Ải Nhân Sơn phụ cận lời nói không chừng sẽ bị những cái kia bán thần khám phá thân phận. Nhưng Ải Nhân tộc phải chăng bị diệt, quan hệ này đến hắn có thể hay không đi gặp Thiên Ẩn Tông tông chủ, có thể hay không để cho Tô Như Tuyết khôi phục ký ức. Vạn nhất 4 tộc đại quân đi Ải Nhân Sơn, cuối cùng không có động thủ đâu. Hắn nhất định phải tại phụ cận xem xét thời thế, thời khắc tất yếu xuất thủ lần nữa, dẫn phát hỗn chiến, có lẽ trực tiếp đánh lén diệt sát Khâu Sơn. Chỉ cần Khâu Sơn chết một lần, Ải Nhân tộc tự chú định bị diệt, coi như không bị diệt tộc, vô số đại tộc cũng sẽ đem Ải Nhân tộc đuổi xuống Ải Nhân Sơn, Thiên Ẩn Tông chuyện thứ nhất cũng liền hoàn thành. Huyễn ảnh thần thông cùng độn thiên là hắn chỗ dựa lớn nhất, Ải Nhân Sơn phụ cận giờ phút này khẳng định khắp nơi đều là người, coi như Tào Bội Văn bọn hắn từng cái dò xét, cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Chỉ cần hắn bất loạn động, ai có thể tìm tới hắn một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn lập tức độn thiên rời đi, cũng không ai có thể bắt lấy hắn. Sở dĩ hắn biết rõ Sơn có hổ, khuynh hướng hổ Sơn đi. Chương 1036, quân tới dưới núi. Ải Nhân Sơn rất náo nhiệt, thần Sơn 4 phía ngàn dặm phạm vi, giờ phút này đóng quân đại quân đã đạt đến hơn 100 vạn, 4 tộc đại quân còn chưa tới, còn lại đại tộc đại quân đã vượt lên trước một bước đến, đem Ải Nhân Sơn vây lại. Ải Nhân Sơn phương viên số vạn lý đều là trinh sát, đại tộc tiểu tộc, Ải Nhân tộc bản tộc, tự liền những cái kia chỉ có mấy ngàn người tiểu tộc đều người đến. Thiên ma tộc trước kia đào địa đạo bên trong, đều ẩn núp các tộc trinh sát. Trong núi tuyết, băng hà dưới, sườn núi trong động, khắp nơi đều là người, kỳ thật cũng căn bản không cần che giấu, khắp nơi đều là người, đây chính là tốt nhất che giấu. Ngoá, nhiều người như vậy, Giang Dật tại trong đêm đã tới Ải Nhân Sơn phụ cận ngàn dặm, hắn cùng nhau đi tới, trên mặt đất trong thông đạo phát hiện vô số trinh sát, làm cho hắn không thể không lần nữa biến ảo bề ngoài, biến thành một cái U Linh tộc bộ dáng. Một đường hắn không có phát hiện bất luận cái gì thiên ma tộc, đột nhiên xuất hiện một cái thiên ma tộc cái này quá chói mắt. Mà U Minh tộc gần như dốc hết toàn lực, đoán chừng bị vô số đại tộc phân biệt mua được, 4 phía dò xét tin tức. Hắn trên đường đều dò xét đến gần ngàn U Linh tộc trinh sát, biến thành U Linh tộc cũng bình thường, lại càng dễ che giấu. Hắn không có tùy tiện đi Ải Nhân Sơn phụ cận, mà là tại Ải Nhân Sơn phía bắc ngàn dặm tìm một đầu băng hà. Cái này băng hà là mạch nước ngầm, hơn nữa còn là chảy tới Ải Nhân Sơn. Hắn ngay tại băng hà trên vách đá dựng đứng đánh một cái địa động ẩn thân đi vào, lẳng lặng chờ đợi 4 tộc đại quân đến. Đầu này băng hà một đường đi Ải Nhân tộc đoạn đường, ẩn núp ít nhất mấy trăm trinh sát, coi như bán thần đến dò xét, cũng căn bản không phát hiện được cái gì. Nơi này cách khai mặt đất có ngàn trượng sâu, tuyết này vực bùn đất có thể ảnh hưởng thần thức dò xét, coi như bán thần có được thần phách thần thức cường đại, nhưng dò xét đến nơi này cũng sẽ suy yếu không ít. Giang Dật cũng không cần đi dò xét tình báo. Hắn chỉ cần dò xét phụ cận trinh sát là đủ. Những cái kia trinh sát thiên thiên đều sẽ ra ngoài, trong đêm trở về, một khi bọn hắn không trở lại, đoán chừng 4 tộc đại quân cũng liền đến. Ải Nhân Sơn đỉnh núi có một cái cây cột đá đỉnh có một tòa cự đại thạch điện, giờ phút này thạch điện bên trong một tên người lùn lão giả chính nổi giận đấm vào đắt đỏ đồ sứ. Tộc trưởng bất giận, một đám Ải Nhân tộc trưởng lão nhao nhao quỳ xuống, sợ hãi không thôi. Ải Nhân tộc đại trưởng lão Khâu Chiết các loại chờ Khâu Sơn phát tiết một trận về sau, mới thẳng lên thô ngắn thân eo nói, tộc trưởng, không cần nổi giận, Tào lão quái bọn người không dám tấn công núi. Chúng ta Ải Nhân tộc tại Tuyết Vực uy danh hiển hách, lực ảnh hưởng rất lớn, nếu là diệt chúng ta Ải Nhân tộc khẳng định sẽ khiến Tuyết Vực các tộc nhân người khủng hoảng. Còn lại đại tộc cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn làm loạn, nếu không kế tiếp tựu đến phiên bọn hắn. Còn có ta đã phái người đi Thiên Ẩn Tông, Thiên Ẩn Tông thế nhưng là Tuyết Vực chi chủ, các nàng hẳn là sẽ không nhìn xem Tuyết Vực nội loạn. Đánh rắm, Khâu Sơn nổi giận hét lớn một tiếng, lạnh giọng nói ra, còn lại đại tộc sẽ không ngồi nhìn chúng ta bị diệt, muốn ta nói bọn hắn ước gì chúng ta bị diệt, dạng này bọn hắn liền có thể thay vào đó. Thiên Ẩn Tông, Khâu Sơn đùa cợt cười nói, năm đó Thiên Ẩn Tông thiếu chút nữa đem chúng ta tiêu diệt, Khâu Minh cái này tạp toái dám động Thiên Ẩn Tông thánh nữ, nếu không phải ta kịp thời phát hiện đem chứng cứ hủy, giờ phút này chúng ta Ải Nhân tộc còn có thể sống sót đến trông cậy vào Thiên Ẩn Tông, còn không bằng trông cậy vào Đông Hoàng Cửu Đế đâu. Cũng không hẳn vậy, một tên khác Ải Nhân tộc trưởng lão chắp tay nói, tộc trưởng, sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Thiên Ẩn Tông một mực không có động tính, khẳng định quên đi chuyện này. Mà lại các nàng tìm không thấy chứng cứ, đoán chừng cũng sẽ hoài nghi còn lại chủng tộc, các nàng là Tuyết Vực chúa tể, chúng ta đều là con dân của các nàng như thế nào lại nhìn thấy trong chúng ta loạn, sinh linh đồ thán đâu, chỉ cần chúng ta thể sống chết một trận chiến, dùng hết một binh một tốt, Thiên Ẩn Tông vị kia khẳng định sẽ ra mặt. Mà lại chúng ta bày ra tư thế, Tào lão quái bọn hắn cũng không dám liều mạng a, dù sao giết địch 1000 cũng muốn tự tổn 800. Đúng đấy, chính là, liều chết một trận chiến, Thần Sơn tuyệt đối không thể ném, những năm này tội của chúng ta không ít đại tộc. Lần này như từ bỏ Thần Sơn, bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta đuổi đánh tới cùng, diệt chúng ta nhất tộc, cùng hắn như thế không bằng liều chết một trận chiến, còn có một chút hy vọng sống. Cửu trưởng lão nói rất đúng, tử chiến, một đám trưởng lão nhao nhao phụ họa, trên mặt đều là sát khí, Ải Nhân tộc hung tàn bạo ngược thị sát, cũng là không phải hạng người ham sống sợ chết. Tốt, Khâu Sơn gầm thét một tiếng, vung tay lên nói, Khâu Chiết, ngươi lại đi đưa tin, để đóng tại Thiên Ẩn Tông phụ cận đệ tử đại biểu ta đi gặp mặt Thiên Ẩn Tông tông chủ. Liền nói nếu là các nàng giúp chúng ta Ải Nhân tộc vượt qua lần này cửa ải khó khăn, về sau Ải Nhân tộc duy Thiên Ẩn Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những người còn lại phong tỏa Ải Nhân Sơn, đem toàn bộ tộc nhân triệu tập trở về, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Tuân mệnh, một đám trưởng lão quát lớn, đao phong tận xương không thể không chiến, gánh nước tranh hùng không thắng thì vong, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có tử chiến. 3 ngày sau đó, 4 tộc đại quân đến, trùng trùng điệp điệp 120 vạn đại quân, phân biệt tại Ải Nhân Sơn Đông Tây Nam Bắc 4 phương 8 hướng đóng giữ, vẻn vẹn khoảng cách Ải Nhân Sơn 100 dặm lộ trình. Đại quân đến, không có lập tức công thành, mà là ngay tại chỗ chỉnh đốn, còn lại tam tộc thống soái nhao nhao đi Phục Hổ Tông đại doanh, bởi vì Tào Bội Văn đưa tin nói, chỉ cần mọi người công kích Ải Nhân Sơn, tên kia thần bí cường giả tuyệt đối sẽ xuất hiện, tam tộc mới có thể xuất động đại quân. Giờ phút này đến Ải Nhân Sơn dưới, còn lại tam tộc đương nhiên sẽ không loạn động, nhất là Hỏa Ly tộc cùng Mãnh Tượng tộc, bọn hắn không xác định cường giả bí ẩn xuất hiện là tuyệt đối sẽ không tấn công núi, nói thế nào Ải Nhân tộc cùng bọn hắn liên minh nhiều năm. Tam tộc dẫn đội thống soái tề tụ Phục Hổ Tông đại doanh, Tào Bội Văn không có ra mặt, hắn một đường cũng không hề lộ diện, ai cũng không biết hắn phải chăng đi theo đại quân tới. Tào Đoạn Thiên là đại quân thống soái, tự mình tiếp kiến 3 người. Tào Đoạn Thiên ngồi tại trong đại doanh, người mặc tuyết trắng chiến giáp, uy phong lẫm liệt, ánh mắt của hắn quét qua tam tộc thống soái, trầm giọng nói ra, "Chư vị, chúng ta chỉnh đốn 2 ngày, trời sáng sau khi trời tối cùng một chỗ tấn công núi." Đường Đao tộc trưởng lão ngược lại là không nói gì, còn có chút căm thù nhìn qua 2 tộc trưởng lão. Hỏa Ly tộc Mãnh Tượng tộc trưởng lão không làm, Hỏa Ly tộc trưởng lão đứng lên nói, "Đoạn Thiên công tử, Tào tông chủ nói chỉ cần chúng ta đại quân vừa đến Ải Nhân Sơn, kia cường giả bí ẩn sẽ xuất hiện, hắn ở chỗ nào?" Thám tử của chúng ta sớm 3 ngày liền bắt đầu tại phương viên mấy ngàn dặm dò xét, nhưng ảnh tử cũng không thấy. Đúng rồi, Mãnh Tượng tộc trưởng lão cũng nói tiếp, chúng ta mời U Linh tộc bí mật dò xét, đồng dạng cũng không có tin tức gì, Đoạn Thiên công tử các ngươi sẽ không đùa nghịch chúng ta a. Mãnh Tượng tộc hình thể to lớn, giống như chính diện công kích giao chiến bọn hắn dũng mãnh vô song, nhưng để bọn hắn đi dò xét tình báo, cái này rất khó khăn. Bọn hắn cái đầu quá lớn, ở đâu cũng dễ dàng bị phát hiện, bọn hắn còn không có phát hiện địch nhân đã trước một bước dò xét đến bọn hắn bỏ trốn mất dạng, sở dĩ hắn thích mời U Linh tộc giúp bọn hắn dò xét tình báo. Ha ha, Tào Đoạn Thiên cười nhạt một cái nói, đại quân chúng ta khẽ động, nhiều ngày như vậy, kia cường giả bí ẩn có thể từng xuất hiện, có thể tập sát chúng ta 4 tộc đại quân cùng tộc nhân không có chứ? Chư vị nghe ta, trời sáng trong đêm các ngươi thực sự không muốn ra tay, các ngươi có thể đánh nghi binh, chỉ cần khai chiến là được, không muốn các ngươi giết bao nhiêu người, cũng không cần các ngươi đối chiến Khâu Sơn, hết thảy đều có ta Phục Hổ Tông. Dạng này a, Phục Hổ Tông đảm nhiệm nhiều việc, còn lại tam tộc thống soái ngược lại là rất hài lòng, nhao nhao rơi vào trầm tư. Tào Đoạn Thiên cười nhạt một cái nói, bất quá, xin chuyển cáo tộc trưởng của các ngươi, một khi trời sáng chúng ta khai chiến, mời bọn họ lập tức bí mật dò xét tình huống xung quanh, ta cam đoan kia cường giả bí ẩn minh đêm tuyệt đối sẽ xuất hiện. Tốt, Tam tộc thống soái đồng thời đứng dậy, bọn hắn lần này tới Ải Nhân Sơn, cũng không phải là vì diệt Ải Nhân tộc, mục đích đều là hướng về phía cái kia để bốn tộc ném vào mặt thần bí người lùn cường giả, người này không giết, bọn hắn đi ngủ đều không an thân. Chương 1037, đại chiến bắt đầu. Bốn tộc đại quân đến Ải Nhân Sơn lúc, phía ngoài đại quân đều động, bất quá bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần, tại Ải Nhân Sơn phụ cận 200 dặm ngừng lại, tùy thời mà động. Các tộc trinh sát càng là tràn ngập Ải Nhân Sơn bốn phía, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn hội trước tiên biết rõ, lập tức làm ra phản ứng. Giang Dật tại bốn tộc đại quân sau khi đến, lập tức liền đã nhận ra, bởi vì mạch nước ngầm trinh sát đều xuất động. Hắn cũng không có mạo muội khởi hành, tại ngày thứ hai mới như U Linh theo mạch nước ngầm lặn ra ngoài. Trên đường Giang Dật gặp thường ra ngoài tộc trinh sát, bất quá đại gia lẫn nhau dò xét đối phương tồn tại về sau, đều không có tới gần, phân biệt đường vòng rời đi. Rời đi Ải Nhân Sơn 300 dặm địa vực, hắn theo một cái thông đạo ra mặt đất, tiếp tục vụng trộm tiến lên. Hắn đã từng quan sát qua U Linh tộc dáng dấp đi bộ, bắt chước rất giống, như u hồn bay tới bay lui, thỉnh thoảng tìm kiếm công sự che chắn ẩn núp, còn thỉnh thoảng đem chính mình vùi vào trong đống tuyết. Càng đến gần Ải Nhân Sơn, trinh sát càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều cất giấu người, nếu là mạnh mẽ đâm tới, đoán chừng đi đến hơn 10 dặm còn có thể trong đống tuyết đạp chúng một cái ẩn núp trinh sát. Phục Hổ tộc đại quân, tại vào lúc giữa trưa Giang Dật xa xa dò xét đến Phục Hổ tộc đại quân, hắn thần thức quét một lần lập tức lui lại, dòng dã lui về sau 50 dặm mới tìm một cái tiểu sơn cốc tại một cái dưới tảng đá tiềm ẩn, còn cần tuyết lớn đem chính mình cho chôn sống. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thần thức tại bốn phía quét qua, phát hiện phụ cận ẩn núp hơn 10 tên trinh sát sau rất là hài lòng, có những này trinh sát hiểm hộ, cho dù có bán thần dò xét cũng sẽ không phát hiện cái gì dị thường. Thần niệm, hắn thả ra thần niệm vu thuật, thần thức vô hạn phóng đại, như một trận như gió mát hướng Phục Hổ tộc đại doanh lướt tới. Hắn mỗi lần chỉ là tùy ý quét qua lập tức thu hồi thần niệm, giờ phút này Phục Hổ tông đại doanh có vô số thần thức dò xét, cũng sẽ không có người để ý, hắn cách một canh giờ liền sẽ dò xét một lần, thời gian còn lại dưỡng tinh tụ lực, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Động, vào buổi tối, Phục Hổ tông đại doanh từng đội đại quân nhanh chóng vọt ra, tại đại doanh bên ngoài tập kết, 30 vạn đại quân tại nửa canh giờ tập kết hoàn tất, Tào Đoạn Thiên vung tay lên, quát khẽ một tiếng xuất phát đại quân như từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Ải Nhân Sơn phóng đi. Gần như đồng thời, Đường Đao tộc, Hỏa Ly tộc, Mãnh Tượng tộc đại quân cũng động, bốn cái đại quân như bốn thanh lưỡi dao bắn thẳng đến Ải Nhân Sơn, chính muốn đem Ải Nhân Sơn bổ đến chia năm xẻ bảy. Xoạt, đại quân khẽ động, toàn bộ trinh sát sôi trào, nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ đưa tin trở về, bên ngoài đóng giữ đại tộc đại quân cũng sôi trào, nhao nhao hướng Ải Nhân Sơn phóng đi. Chuẩn bị các loại chờ bốn tộc đem Ải Nhân tộc sau khi diệt, lập tức chiếm lấy Ải Nhân Sơn. Giang Dật cũng động, không bằng hắn cũng không có quá khẩn trương, thản nhiên hướng Ải Nhân Sơn phóng đi, tốc độ rất chậm, đoán chừng chờ hắn đến Ải Nhân Sơn phụ cận, bốn tộc đại quân đã sớm giết đến thiên hôn địa ám. Bốn tộc đại quân lần này tốc độ rất nhanh, bọn hắn khoảng cách Ải Nhân Sơn 100 dặm, vẻn vẹn một canh giờ tựu đã tới Ải Nhân Sơn phía dưới. Còn lại tam tộc không có lập tức động thủ, Tào Đoạn Thiên cũng không có động thủ. Hắn một người cưỡi một thất phi liêm thú vượt qua đám người ra, một người đứng tại Ải Nhân Sơn trước, quát khẽ Khâu Sơn tộc trưởng ra gặp một lần. Ải Nhân Sơn cùng Thiên Ma Sơn không sai biệt lắm, chia làm từng tầng, khác biệt chính là Ải Nhân Sơn cải tạo một chút, tầng 18 biến thành 36 tầng, người lùn vóc dáng phổ biến đều rất thấp, lại cao lớn như vậy động phủ không cần thiết, Ải Nhân tộc nhân khẩu cũng nhiều, sở dĩ chỉ có thể cải tạo thành dạng này. Giờ phút này phía dưới tầng 18 bên ngoài hành lang, toàn bộ đều là người lùn đại quân, lít nha lít nhít một chút không nhìn thấy cuối cùng. Ra phía ngoài cũng đều là người lùn quân đội, những cái kia người già trẻ em một cái cũng không thấy, không biết là bị chuyển di ẩn núp, vẫn là tại Ải Nhân Sơn trên đỉnh núi. Hưu, Ải Nhân tộc đại trưởng lão Khâu Chiết theo người lùn trong đại quân bay ra, rơi vào dưới núi, hắn qua hai cái đại thiết chùy, diện mục âm trầm nhìn qua Tào Đoạn Thiên đạo, Đoạn Thiên công tử. Các ngươi xuất lĩnh đại quân vây khốn chúng ta Ải Nhân Sơn ý muốn như thế nào? Chúng ta Ải Nhân tộc cùng các ngươi không oán không cừu. Lần trước Tào tông chủ đại thọ lúc chúng ta còn phái thiếu tộc trưởng tiến đến chúc thọ, sau đó chúng ta thiếu tộc trưởng ngược lại chết ở trên đường trở về. Mấy chục vạn năm trước, Tuyết Vực ngàn tộc tại dưới Thánh Sơn ký kết minh ước, vô cớ không phải khai chiến, nếu không ngàn tộc tổng chu, hôm nay các ngươi Phục Hổ tông, Đường Đao tộc, Hỏa Ly tộc, Mãnh Tượng tộc chẳng lẽ chuẩn bị xé bỏ minh ước? Các ngươi chuẩn bị cùng Tuyết Vực ngàn tộc đối kháng, cùng Thiên Ẩn tông đối kháng. Khâu Chiết bắt đầu nói là cho Tào Đoạn Thiên nghe được, câu nói kế tiếp dùng nguyên lực dao động, rõ ràng nói cho bốn tộc toàn bộ người nghe được. Còn lại tam tộc giờ phút này phân biệt vây quanh Ải Nhân Sơn mặt khác ba phương hướng, ở chỗ này dùng nguyên lực dao động đại hống, bên kia cũng có thể nghe được. Còn lại ba cái phương diện không có bất kỳ cái gì lời nói truyền đến, nói rõ chờ lấy Tào Đoạn Thiên mở miệng, Tào Đoạn Thiên cũng làm nhân không cho hú dài, Khâu Chiết trưởng lão, ngươi sai lầm a, chúng ta cũng không phải mở ra chiến, chúng ta là đến yếu nhân, các ngươi trong tộc một tên cường giả tại Tuyết Vực loạn giết, chúng ta bốn tộc đoạn thời gian trước tổn thất nặng nề, các ngươi đem hung thủ giao ra, chúng ta lập tức lui binh, như thế nào? Giao người, Khâu Chiết cười lạnh, người này bọn hắn cũng tìm không thấy, coi như có thể tìm tới bọn hắn khẳng định cũng sẽ không giao, hắn đùa cợt cười to nói, Đoạn Thiên thiếu tộc trưởng, là các ngươi sai lầm a, chúng ta Ải Nhân tộc tại sao có thể có dạng này một tên cường giả, chúng ta tộc trưởng tự mình ra ngoài tìm tòi nửa tháng, không có tìm được người này, các ngươi cũng hẳn là biết rõ. Người này ngoại trừ thân cao có chút thấp, cầm chúng ta Ải Nhân tộc thiết trụy bên ngoài, chỗ nào giống chúng ta Ải Nhân tộc, hắn có thể từng phóng thích qua tuyết long cùng địa chấn kích không có chứ, nơi này không có các ngươi muốn tìm người, nhanh chóng thối lui, chớ tổn thương hòa khí. Ta Khâu Chiết có thể hướng thần linh phát thệ, một khi phát hiện người này lập tức cầm xuống, giao cho các ngươi như thế nào? Ngươi nói không có là không có. Tào Đoạn Thiên hơi không kiên nhẫn, bá đạo vung tay lên nói, cho các ngươi hai con đường, một là giao người, hai là cho chúng ta lục soát núi, nếu không có chúng ta lập tức lui binh. Lục soát núi, Khâu Chiết khóe miệng vẻ đùa cợt càng đậm, để 100 vạn trên đại quân sơn, đột hạ sát thủ Ải Nhân tộc đại quân đều không cần khai chiến trực tiếp muốn diệt tộc. Bốn tộc đã tới, chắc chắn sẽ không thiệt, Khâu Chiết trong tay thiết chùy giơ lên cao cao, quát khẽ nói, muốn người không có, các ngươi muốn chiến, chúng ta Ải Nhân tộc cùng các ngươi một trận chiến. Chỉ có chiến tử Ải Nhân tộc, không có nhẫn nhục sống tạm bợ người lùn. Chiến, 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 Ải Nhân Sơn bên trên vô số người lùn đại quân bạo hống, tiếng giống chấn thiên động địa, hung lệ khí tức truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, để rất xa xôi xa cất giấu trinh sát cảm giác toàn thân phát lạnh. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể tự thân lên sơn, tìm kiếm hung thủ. Giết, Tào Đoạn Thiên vung tay lên, 30 vạn đại quân bắt đầu hướng phía trước công kích, sở hữu Phục Hổ Tông tộc nhân mi tâm đều phát sáng lên, từng đạo hắc quang lấp lánh mà ra, công kích linh hồn phóng thích. Giết, còn lại ba cái phương diện gặp bên này khai chiến, cũng hướng Ải Nhân Sơn chen chúc mà đi, Đường Đao tộc trưởng lão đứng mũi chịu sào, trên đầu chiến đao độc giác hóa thành một đạo thiểm điện xé toang đêm tối. Suy suy, 30 vạn Đường Đao tộc đại quân động, phía trước 10 vạn người đồng thời bắn ra chiến đao độc giác, một sát na kia ở giữa đêm tối đều bị chiếu sáng, rét lạnh sát khí tràn ngập khắp nơi, để những cái kia quan chiến trinh sát càng thêm kinh hồn bạt vía. Giết, Khâu Chiết bạo hống, trước tiên hướng phía trước phóng đi, Ải Nhân Sơn bên trên đếm không hết Ải Nhân tộc cũng không sợ chết bay vọt mà xuống. Đại chiến bắt đầu, chương 1038, cá lớn xuất hiện. Thế mà thật tấn công núi, phụ cận vô số ẩn núp trinh sát xem trợn tròn mắt, cái này còn chưa nói mấy câu, tự thật sự quyết tâm, bốn tộc thật muốn đem Ải Nhân tộc tiêu diệt sao. Phanh phanh phanh, vẻn vẹn một vòng tề xạ, Ải Nhân tộc tự có một đám người lớn từ giữa không trung rớt xuống, bị Phục Hổ tộc công kích linh hồn ít nhất diệt sát mấy vạn người, bên kia Đường Đao tộc một vòng đao trận công kích cũng diệt sát mấy vạn Ải Nhân tộc, cái này rõ ràng không giống như là diễn kịch. Hỏa Ly tộc cùng Mãnh Tượng tộc ngược lại là coi như có chút lương tâm. Mặt khác hai bên trinh sát hồi báo tin tức, Hỏa Ly tộc cùng Mãnh Tượng tộc cũng không có thật tấn công núi, chỉ là đánh nghi binh mà thôi, để vô số trinh sát hơi có chút cảm khái. Hỏa Ly tộc đầy trời hỏa xà bay múa tại Ải Nhân Sơn hạ bay múa, nhìn sang rất là dọa người. Nhưng lửa này xà lại không phải Hỏa Ly tộc công kích mạnh nhất, mà là một loại rất cấp thấp hỏa diễm mà thôi, loại này hỏa diễm liền cấp thấp nhất Ải Nhân tộc đều đốt không chết, chớ nói chi là thiêu chết Ải Nhân tộc cường giả. Giết, Mãnh Tượng tộc càng giả, một đoàn cự nhân tiến lên, đối Ải Nhân Sơn nghiến răng nghiến lợi vung vẩy đại quyền công kích, nhưng bọn hắn không giết người, chỉ thẻ sơn, đem Ải Nhân Sơn tầng thứ nhất động phủ nện đến nhão nhoẹt. Hỏa Ly tộc cùng Mãnh Tượng tộc cố làm ra vẻ, đối với đại cục kỳ thật ảnh hưởng không lớn, Phục Hổ Tông cùng Đường Đao tộc đang toàn lực công kích, cái này đầy đủ. Huống hồ Hỏa Ly tộc cùng Mãnh Tượng tộc cũng không phải không có một chút tác dụng, ít nhất bọn hắn kềm chế một phần Ải Nhân tộc quân lực. Phục Hổ Tông Đường Đao tộc cùng một đoàn Ải Nhân tộc chiến đến lửa nóng, song phương đều không có bảo tồn thực lực, người chết trận số kịch liệt tăng lên, tràng diện rất là thảm liệt, Ải Nhân Sơn mặt phía bắc cùng phía đông phía dưới bùn đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc đầu Phục Hổ Tông để Đường Đao tộc cũng đánh nghi binh, nhưng Đường Đao tộc lần trước săn giết băng thú vương lúc bị tam tộc liên thủ công kích, hơn 1 vạn người chỉ trở về 3.000 người, Đường Đao còn bản thân bị trọng thương. Bọn hắn nhất tộc thế nhưng là có tên điên danh xưng, có như thế cơ hội bọn hắn làm sao lại buông tha 30 vạn Đường Đao đại quân người người liều mạng công kích, căn bản không để ý tử thương, thề phải đem Ải Nhân tộc chém tận giết tuyệt. Phục Hổ Tông cũng rất liều mạng, cái này kỳ thật để rất nhiều Phục Hổ tộc trưởng lão không nghĩ ra. Bọn hắn tới này không phải là vì dẫn kia thần bí người lùn cường giả đi ra, không tùy ý làm dáng một chút là được rồi, làm gì thật đánh nhau chết sống. Ải nhân tộc điên cuồng phản công, toàn bộ đều điên rồi, hung hãn không sợ chết, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Vẻn vẹn 3 nén hương thời gian, Phục Hổ Tông đã chết trận hơn 1 vạn người. Tiếp tục công kích, đem Ải Nhân Sơn cho ta san thành bình địa. Tào Đoạn Thiên lạnh lùng phất tay, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nhìn xem chính mình tộc nhân từng cái đổ vào trước mặt, nội tâm của hắn kỳ thật cũng đang rỉ máu. Nhưng mấy đại bán thần một mực tại bốn phía dò xét, Giang Dật cũng chưa từng xuất hiện, hắn có thể làm sao, chỉ có thể tiếp tục để cho người ta công kích. Theo Giang Dật trước kia phong cách hành sự bên trên xem, Tào Đoạn Thiên biết rõ Giang Dật vô cùng cẩn thận, giống như không giả trò vui thật làm, Giang Dật tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Dù sao diệt một cái ải nhân tộc, đối với Phục Hổ Tông cũng không tính là gì, ngược lại có thể làm cho Phục Hổ Tông uy vọng tăng nhiều, về sau đại tộc ai dám trêu chọc Phục Hổ Tông. Giết, 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 ải nhân tộc giết mắt đỏ, ải nhân tộc nhân khẩu đông đảo, nhưng cường giả hơi thiếu, lần trước Khâu Minh cùng Khâu Bạch mang theo một đám ải nhân tộc cường giả, đều bị Giang Dật tiêu diệt. Săn giết băng thú vương lại chết đi số lớn cường giả, giờ phút này cường giả số lượng ít đến thương cảm. Sở dĩ bị Đường Đao tộc cùng Phục Hổ Tông tấn công mạnh phía dưới, người là từng mảnh nhỏ chết đi, Ải Nhân Sơn cũng thay đổi thành say thịt tràng. Chính như Khâu Chiết nói, đụng một cái bọn hắn còn có đường sống, có lẽ Thiên Ẩn Tông nhìn thấy thảm trạng như vậy hội duỗi dùng viện thủ, giống như không liều từ bỏ Ải Nhân Sơn, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị cừu gia truy sát diệt tộc. Từng bầy Ải Nhân tộc đại quân điên cuồng tiến lên, có hơn phân nửa ở nửa đường bị Phục Hổ Tông công kích linh hồn, Đường Đao tộc đao trận diệt sát, còn lại gần nửa người thật vất vả xông vào đối phương bản trận, nhưng cũng nhiều nhất kéo một số người đệm lưng bên ngoài, đồng dạng rất nhanh bị giết. Thời gian từ từ trôi qua, sau 2 canh giờ, Ải nhân tộc đã chết trận gần 100 vạn người, hai tộc 30 vạn đại quân cũng chết đi ít nhất có hơn 10 vạn. Ải Nhân Sơn dưới thi thể chồng chất như núi, tiên huyết lội thành sông, mùi máu tươi ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe được, song phương đều giết đỏ cả mắt, căn bản không cần chủ soái hạ lệnh, điên cuồng giết chóc. Ải nhân tộc có 3 triệu nhân khẩu, bất quá trừ bỏ người già trẻ em, có thể nâng đao xuất chiến tối đa cũng tự 150 vạn, cái này còn bao gồm rất nhiều chiến lược thấp đến đáng thương ải nhân tộc. Ải nhân tộc chết đi gần 100 vạn quân đội, đã đến diệt tộc biên giới, giống như tiếp tục đánh, ải nhân tộc quân đội liền muốn không còn, còn lại một đám người già trẻ em, đoán chừng tùy ý một cái tiểu tộc là có thể đem các nàng tiêu diệt. Tất cả dừng tay đi, một giọng già nua đột ngột vang lên, Ải Nhân Sơn phía trên một đạo hắc ảnh từ trên cao bay vụt mà xuống, trong tay hắn cũng không có lấy thiết chùy, một tấm đều là nếp uốn lão nhãn nhìn qua dưới núi trồng chất như núi thi thể đều là bi thống, hắn đục ngầu ánh mắt nhìn về phía phương xa nói, Đường Đao, Tào lão quái, chớ núp ẩn núp giấu, đi ra đánh một trận đi, các ngươi chỉ cần đem ta giết đi, chúng ta ải nhân tộc cũng không cần các ngươi giết, ta sẽ để cho còn lại 200 vạn ải nhân tộc toàn bộ tự vẫn. Ây, Phục Hổ Tông cùng Đường Đao tộc không cần chủ soái hạ lệnh, toàn bộ ngưng chiến lui lại, đã Khâu Sơn xuất hiện, bọn hắn lại tiếp tục giết tiếp cũng không có cái gì ý nghĩa. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, phía đông một đạo bóng người từ trên cao bay vụt mà đến, trong đêm có cương phong, nhưng hắn bay qua chỗ cương phong tự động biến mất, trên đầu của hắn độc giác hàn quang lấp lánh, kia như thương khung cường đại huyết khí trấn áp đến phía dưới tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Tham kiến tộc trưởng, Đường Đao tộc toàn bộ người chỉnh tề lui lại, một gối quỳ xuống, đầy mắt sùng bái cuồng nhiệt nhìn qua giữa không trung Đường Đao. Khâu người lùn, Đường Đao lãnh giọng quát lạnh nói, hôm đó 3 người các ngươi liên thủ áp bản tọa, phong thủy luân chuyển, ngươi cũng có hôm nay, bản tọa hôm nay cũng không liên thủ giết ngươi, một người một đao tiến ngươi lên đường. Tới đi, Khâu Sơn quát khẽ một tiếng, thân thể nhắm hướng đông bên cạnh cuồng bay mà đi, hai đại bán thần nếu là tại phụ cận khai chiến, cái này ải nhân sơn đoán chừng thật hội san thành bình địa, song phương tộc nhân cũng sẽ tử thương thảm trọng. Sở dĩ như lần trước đồng dạng, hai người đều lựa chọn đi nơi xa khai chiến. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục công kích, cho bản tọa diệt ải nhân tộc. Đường Đao cười lạnh một tiếng quát khẽ đạo, thân thể đi theo hướng đông phương bay đi, bất quá hai người cũng bay đến không cao, dù sao trong đêm cương phong quá nồng nặc, một cái không tốt hai người đều muốn bị cương phong rào sát. Lui, phía đông mấy trăm trinh sát cùng một cái đại tộc đại quân vội vàng rút lui, nếu không sẽ bị nổi giận hai đại bán thần xé rách thành mảnh vỡ. Tào Bội Văn Hỏa Viêm 3 người ngược lại là không có ra mặt, Khâu Sơn chiến lực cũng không mạnh, tuyệt đối không phải Đường Đao đối thủ, không cần bọn hắn xuất thủ, cũng không cần quá lâu thời gian Khâu Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, ngưng chiến đi, lui lại 5 dặm nguyên địa chờ lệnh. Khâu Sơn xuất hiện, Tào Đoạn Thiên không đành lòng tộc nhân chiến tử, đương nhiên sẽ không tiếp tục mở chiến. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, ánh mắt nhìn về phía phía đông, nhếch miệng nở nụ cười, Khâu Sơn xuất chiến, lớn nhất mồi câu phóng xuất, đầu kia cá lớn cũng hẳn là đi ra rồi hả? Chương 1039, Khâu Sơn phải chết. Khâu Sơn ra, Tào Đoạn Thiên đoán không sai, tại Khâu Sơn ra một khắc này, Giang Dật hoàn toàn chính xác có động tính. Trước đó đại chiến hắn căn bản cũng không có tới gần, chỉ là tại ngoài trăm dặm dùng thần niệm dò xét, giờ phút này lại động. Hắn thần niệm mặc dù một mực dò xét không đến Tào Bội Văn, Đường Đao, Hỏa Viêm bọn hắn, nhưng hắn cùng tinh tường, mấy người này tuyệt đối đều tại, chỉ là thu liếm khí tức, ẩn núp đi. Giờ phút này Đường Đao xuất hiện cũng chấp nhận hắn phỏng đoán, mặc dù biết vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là kìm nén không được, vụng trộm bắt đầu từ dưới đất di động, hướng Khâu Sơn cùng Đường Đao khai chiến địa phương tới gần. Hắn cũng không phải là nhất định muốn xuất thủ, không bằng hắn không yên lòng, sợ Khâu Sơn chạy. Chỉ cần Khâu Sơn còn sống, Ải Nhân tộc tự không diệt được, bốn tộc cũng không dám thật diệt Ải Nhân tộc, nếu không Khâu Sơn điên cuồng trả thù phía dưới, chạy tới bốn tộc đại bản doanh loạn giết một trận, vậy liền lưỡng bại câu thương. Giang Dật đã sớm tra xét xong, Khâu Sơn cùng Đường Đao khai chiến phụ cận có mấy ngàn trinh sát và mấy ngàn các đại tộc cường giả đang quan chiến, hắn một người tiềm ẩn tại phụ cận sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Vù vù, tốc độ của hắn rất nhanh, dưới đất thông đạo lao nhanh, phụ cận mấy đầu trong thông đạo, hắn cũng dò xét đến rất nhiều trinh sát hướng chiến trường dũng mãnh lao tới. Khâu Sơn cùng Đường Đao một trận chiến này quan hệ trọng đại, như Khâu Sơn chết một lần, Tuyết Vực cách cục liền sẽ cải biến. Khâu Sơn cùng Đường Đao bay 50 dặm mới khai chiến, Giang Dật theo ngoài trăm dặm đuổi tới phụ cận, vẻn vẹn hao tốn 3 nén hương thời gian, hắn cũng không dám áp sát quá gần, tại chiến trường phía đông ngoài 10 dặm dưới mặt đất ẩn núp, vẫn như cũ dùng thần niệm dò xét. Rầm rầm rầm, theo Giang Dật khởi hành đến, Khâu Sơn cùng Đường Đao đã khai chiến có một hồi, hai người chiến đấu thành một mảnh đảo dấu hiệu, Đường Đao hoàn toàn đè ép Khâu Sơn đánh. Khâu Sơn thực lực cùng Đường Đao so ra rõ ràng có khoảng cách, vô luận là tốc độ, lực công kích cùng phòng ngự đều kém xa. Giang Dật thần niệm khóa chặt Khâu Sơn, phát hiện đạo văn của hắn công kích mỗi lần căn bản là không có cách đánh trúng Đường Đao, Đường Đao thần thông quá sắc bén, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn đều khóa chặt không đến Đường Đao thân ảnh. Bất quá nói thế nào đều là bán thần, Khâu Sơn mỗi lần công kích đều rất khủng bố, giữa không trung chấn động không ngớt, từng cái vẫn thạch ở giữa không trung ngưng tụ, đó cũng không phải là hư ảnh mà là chân thực vẫn thạch, bán kính có một trượng, tựa như thiên ngoại bay thạch, mang theo kinh khủng uy áp cùng khí tức ầm vang nện xuống. Tuyết Vực bùn đất rất cứng rắn, nhưng giờ phút này khắp nơi đều bị nện đến mấp mô, rất nhiều nơi còn nứt ra từng đạo khe hở, mặt đất cũng chấn động không ngớt. Giang Dật còn có rất nhiều trinh sát tiềm phục tại dưới mặt đất cũng nghe được một trận chói tai tiếng oanh minh, thân thể cũng đi theo rung động, địa đạo bên trên mảnh bùn nhao nhao rơi xuống. Cái này cũng không tính là cái gì, nương theo lấy từng cái to lớn vẫn thạch rơi xuống, tất cả mọi người hội cảm giác được một trận to lớn uy áp, rất nhiều trong đám người bẩn đều bị chấn động thụ thương, khóe miệng tiên huyết không ngừng tràn ra. Thổ hệ đạo văn, đây cũng là một loại ngũ tinh trở lên đạo văn. Giang Dật âm thầm gật đầu, nếu là hắn cùng Khâu Sơn công kích, là tuyệt đối tránh không khỏi những cái kia vẫn thạch. Vẫn thạch tốc độ quá nhanh, cũng quá nồng nặc, coi như hắn có Cương Phong thần thuẫn, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ được 1-2 cái vẫn thạch công kích, chờ Cương Phong thần thuẫn vừa vỡ, hắn thân thể cũng sẽ bị nện thành thịt nát. Cái này vẫn thạch trận còn có thể chấn động không gian, để cho người ta tốc độ giảm mạnh, tại bán thần phóng thích phía dưới, uy lực rất dọa người. Giang Dật đoán chừng coi như 1 vạn ngũ tinh cường giả cho Khâu Sơn đi giết, mấy chục hơi thở thời gian liền có thể toàn bộ diệt sát. Rất rõ ràng, Khâu Sơn kinh khủng công kích, đối với Đường Đao tới nói căn bản không tính chuyện gì. Trên đầu của hắn chiến đao độc giác bay ra, ở trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa, phàm là hướng hắn công kích mà đến vẫn thạch, nhẹ nhõm bị hắn một đao chém thành hai bên, căn bản không gây thương tổn được hắn. Thân hình hắn cũng như u linh giữa không trung bay múa, hai tay múa, một đạo đạo phong nhận bắn ra, những cái kia phong nhận vừa xuất hiện, không gian đều xé rách ra từng đạo lỗ hổng, mỗi lần đạo phong nhận đều khoảng trượng dài. Tốc độ như kinh hồng, nhẹ nhõm tránh đi vẫn thạch hướng Khâu Sơn công kích mà đi. Cái này phong nhận còn có thể dễ ngoặt, tựa như Phục Hổ Tông công kích linh hồn, tốc độ quá nhanh, mỗi lần một đạo đều có thể đuổi kịp Khâu Sơn, công kích tại hắn thần thuẫn phía trên. Chiến đấu đã kéo dài 2-3 nén hương thời gian, nói một cách khác Khâu Sơn cũng bị liên tục không ngừng phong nhận công kích 2-3 nén hương. Bán thần cường giả nguyên lực hùng hậu, nhưng công kích hắn cũng là bán thần, vẫn là so với hắn thực lực mạnh bán thần. Khâu Sơn có thể kiên trì dài như vậy một đoạn thời gian, cũng coi như đáng quý. Phong hệ đạo văn, cái này ít nhất cũng là ngũ tinh trở lên A. Giang Dật thấy âm thầm kinh hãi, nếu là hắn bị cái này phong nhận công kích, đoán chừng không kiên trì được một hơi thời gian, xem Đường Đao phong khinh vân đạm bộ dáng, rõ ràng còn không có đem hết toàn lực, nếu không Khâu Sơn đã sớm chết. Do xét hạ Tào lão quái cùng Hỏa Viêm phải chăng tại phụ cận ẩn núp. xem chiến đấu trong thời gian ngắn có thể không kết thúc được, Giang Dật đem thần niệm hướng phụ cận tán đi. Tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, hắn thần niệm tăng cường không ít, có thể dò xét đến rõ ràng hơn, như Tào Bội Văn bọn người ở tại phụ cận ẩn núp, hắn có cơ hội phát hiện bọn hắn. Hắn tinh tế dò xét 3 lần, nhưng ngoại trừ một chút trinh sát cùng đại tộc cường giả bên ngoài, hắn không có phát hiện Tào Bội Văn 3 người bất kỳ người nào. Hắn cũng tinh tế quan sát rất nhiều người ánh mắt, một người ngụy trang đến cho dù tốt, ánh mắt không lừa được người, hắn đem phụ cận phương viên 30 dặm tất cả mọi người dò xét mấy lần, lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ bọn hắn thật không đến hay là không có tại phụ cận ẩn núp? Giang Dật không nghĩ ra, hắn cũng không có thời gian nghĩ đến, bởi vì Đường Đao tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, hai tay của hắn bắt đầu múa, bay ra phong nhận thế mà dung hợp được, hai dung hợp cuối cùng biến thành một cái siêu cấp to lớn phong nhận. Kia phong nhận phá không mà đi, dọc đường vẫn thạch nhao nhao hóa thành bột mịn, cuối cùng phong nhận hung hăng bổ vào Khâu Sơn thần thuẫn phía trên. Khâu Sơn thân thể bị trùng điệp đánh bay, thần thuẫn mặc dù không có phá, nhưng phong nhận bên trong mang theo khí kình lại đem hắn cho chấn thương, hắn thân thể hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu. Hắn thân thể theo trong hố sâu bắn ra, khóe miệng tiên huyết chậm rãi tràn ra, rõ ràng bị nội thương. Suy suy, Khâu Sơn vừa mới bay đi lên, Đường Đao thanh thứ 2 siêu cấp phong nhận lại ngưng kết ra, hóa thành một đạo lưu quang bay tới, trùng điệp bổ vào trên người hắn. Khâu Sơn thân thể lại một lần nữa bị hung hăng đánh xuống mặt đất, lần này thần thuẫn vẫn là không có phá, nhưng hắn trước ngực chiến giáp lại bạo liệt, ngực lõm tiến vào, trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra. Khâu Sơn xong, liền xem như cái mù lòa đều có thể nhìn ra được Khâu Sơn bị đánh đến thảm như vậy, như còn không trốn, kết cục chỉ có chết. Đường Đao thân là Tuyết Vực người thứ 3, quả nhiên không phải nói khoác ra. Khâu Sơn không có trốn, hắn cũng không đường có thể trốn, hắn chuẩn bị hôm nay chết ở nơi này. Như Thiên Ẩn Tông tông chủ không xuất hiện, Ải Nhân tộc chú định bị diệt, một mình hắn còn sống không có ý gì. Vù vù, hắn lần nữa nổ bắn ra mà lên, hai tay điên cuồng múa, tựa hồ chuẩn bị phóng thích một loại cường đại công kích. Bất quá lúc này trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, Khâu Sơn, lập tức hướng dưới mặt đất trốn, các ngươi Ải Nhân tộc còn có thể bảo toàn, nếu không các ngươi nhất định bị diệt tộc. Khâu Sơn thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng, thanh âm này hắn rất quen thuộc. Hắn cũng không có chút gì do dự, ngừng phóng thích công kích, nguyên lực chấn động, thần thuẫn quang mang lấp lánh. Suy suy, Đường Đao siêu cấp phong nhận lại tới, đem Khâu Sơn hung hăng đánh xuống mặt đất. Khâu Sơn lần này càng thảm hơn, ngực một mảnh máu thịt be bét, trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, nhưng lần này hắn không có tại chiều phía trên phóng đi, mà là xông vào phụ cận một đầu địa đạo, hoảng sợ bỏ trốn mà đi. Còn muốn trốn, Đường Đao đôi mắt lạnh lẽo, liền muốn lao xuống đuổi theo giết, nhưng nơi xa hai thân ảnh bắn nhanh mà đến, người còn chưa tới một đạo hỏa xà gào thét mà đến, còn có một cái cự nhân thật xa tiểu hét lớn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Đường Đao phóng Khâu Sơn một con đường sống đi. Nơi xa dưới mặt đất Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, may mắn hắn tới, nếu không hôm nay thật đúng là sẽ cho Khâu Sơn chạy trốn. Hắn thần thức khóa chặt vừa lúc điên cuồng hướng bên này vào tới, trong miệng tiên huyết tuôn ra Khâu Sơn, trên mặt lộ ra một vòng sát ý, hắn quyết định mạo hiểm xuất thủ. Khâu Sơn phải chết, cắt chương 1040, người trúng kế. Khâu Sơn thụ thương, nhưng tốc độ vẫn là rất khả quan, hắn hướng đông bắc phương hướng vào tới, mặc dù không phải hướng hoàn toàn hướng Giang Dật cái phương hướng này vào tới, nhưng Giang Dật nếu là chặn đường, nhẹ nhõm có thể ngăn ở trước mặt hắn. Trốn, trong thông đạo dưới lòng đất vô số trinh sát bị dọa phát sợ, nếu là dám cản Khâu Sơn phía trước, khẳng định sẽ bị hắn xem như địch nhân xé rách thành mảnh vỡ. Bốn phía trong địa đạo lúc đầu ẩn núp trinh sát có mấy trăm, giờ phút này toàn bộ kinh hoàng bỏ trốn, nhất là Khâu Sơn sở tại địa đạo phía trước những cái kia trinh sát, càng là dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Giết, Giang Dật cuối cùng kiểm tra một hồi phía trên tình huống, phát hiện Hỏa Viêm cùng Mãnh Tượng tộc tộc trưởng cản lại Đường Đao đã khai chiến, hắn không còn có bất cứ chút do dự nào, nhắm hướng đông bên cạnh điên cuồng chạy đi. Hắn thời gian không nhiều lắm, như còn không lên đường đi Huyền Thần Sơn, đoán chừng Ngao Lư tại Huyền Thần Sơn bày ra cấm chế đã buông lỏng, Huyền Thần Cung cũng sẽ bị người cầm xuống. Khâu Sơn phải chết, hắn cũng chỉ có bắt buộc mạo hiểm. Hắn cũng không có trực tiếp vận dụng cương phong khai quật một cái thông đạo, đi Khâu Sơn phía trước chặn đường, như thế đoán chừng còn không có tới gần Khâu Sơn tự bị chém giết. Hắn theo thông đạo nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, thoạt nhìn như là một tên dọa sợ hoảng sợ bỏ trốn trinh sát. Hắn giờ phút này vẫn là biến thành U Minh tộc dáng vẻ, nếu có người dò xét, sẽ phát hiện cùng U Minh tộc giống nhau như đúc, khí tức cũng chỉ có thiên quân nhị trọng, đây đối với Khâu Sơn tới nói cùng một con giun dế không có khác nhau. Kề bên này có rất nhiều thông đạo, toàn bộ núi liền, Giang Dật cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy Khâu Sơn chỗ thông đạo phía trước. Thân hình hắn như điện, tại Khâu Sơn vừa tiến vào dưới mặt đất lập tức bôn tẩu, mà hắn rời đi chiến trường có hơn 10 dặm, Khâu Sơn còn bị trọng thương, tốc độ giảm bớt, sở dĩ cũng không có mất bao công sức liền vào tới Khâu Sơn chỗ thông đạo phía trước. Toàn bộ lăn đi, đằng sau truyền đến một đạo kinh sợ bạo tiếng giống, những cái kia chạy trốn trinh sát bọn họ bị sợ vỡ mật, bọn hắn ngược lại là nghĩ lăn đi, vấn đề lặn đi đi đâu bọn hắn không phải thiên ma tộc cũng sẽ không khai quật địa độc, chỉ có thể ở phụ cận trong thông đạo tán loạn, nơi này thông đạo nhiều như vậy, ai cũng không biết Khâu Sơn muốn đi đầu nào, chỉ có tìm vận may. Phía dưới loạn thành một đoàn hỏng bét, rất nhiều người cũng bị sợ choáng váng bốn phía tán loạn, Giang Dật không chỉ có không hướng nơi xa trốn, ngược lại chạy về phía này, cũng không có ai đặc biệt để ý, đều như thế thời khắc, ai còn sẽ để ý người khác đâu. Trong thông đạo thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên Khâu Sơn một đường đem ngăn tại hắn phía trước trinh sát đánh chết. Giang Dật đi theo một đám trinh sát đào tẩu, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, đoạt mệnh lao nhanh. Phía trước xuất hiện hai đầu thông đạo, rất nhiều trinh sát trên mặt lộ ra cuồng hỉ, mặc dù ai cũng không biết Khâu Sơn hội đi đâu cái lối đi, chỉ ít bọn hắn có một nửa tỷ lệ còn sống. Vù vù, hơn 10 tên trinh sát chỉ có tìm vận may, chia hai nhóm riêng phần mình tiến vào một cái thông đạo. Giang Dật lại nhức cả trứng, như Khâu Sơn không có cùng hắn đi một cái thông đạo, hắn tự không có cơ hội ám sát Khâu Sơn, còn muốn nghĩ biện pháp đuổi giết hắn, như thế bại lộ cơ hội sẽ lớn hơn. Tìm vận may, huyền đế phù hộ, hắn cắn răng, theo bên trái người tương đối ít thông đạo chạy đi, lối đi này so bên phải đầu kia lớn hơn một chút, sở dĩ một số người hoài nghi Khâu Sơn hội đi đường giao thông lớn, đương nhiên cũng có người cược Khâu Sơn hội đi bên phải tiểu thông đạo, bên kia thông đạo tương đối thẳng. Đến rồi, Giang Dật một đường lao nhanh, thần thức một mực khóa chặt đằng sau, để hắn mừng như điên là Khâu Sơn lựa chọn đường giao thông lớn, chính hướng bọn họ băng băng mà tới. Xong, một cái tiểu tộc trinh sát cảm nhận được đằng sau hung lệ như ác quỷ khí tức dọa đến chân mềm nhũn, thân thể bịch một tiếng ngã xuống đất, cũng không dám chạy trốn, ngay tại chỗ ôm đầu một cử động nhỏ cũng không dám. Đại gia mau trốn a! Giang Dật trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, hô to một tiếng, tiếp tục đoạt mệnh lao nhanh. Không có qua quá lâu, đằng sau lại truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết, hung lệ kia khí tức càng ngày càng gần, bao phủ Giang Dật cùng bên người ba người, toàn bộ người cảm giác trên đùi trói lại ngàn cân thạch đầu, tốc độ suy giảm. Đừng có giết ta, đừng có giết ta! Một người ôm đầu nằm sấp trên mặt đất kêu to lên, những người còn lại cũng dọa cho bể mật gần chết nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ, cũng không dám lại chạy trốn. Tự cái này đi, Giang Dật nhìn đến đây thông đạo cũng không tính quá lớn, lập tức quỳ theo xuống dưới. Đầu hắn thật sâu thấp, trong mắt hàn quang lóe lên, rất nhanh trở nên hoảng sợ, trong đầu một cây thất thải hồn thương lặng yên xuất hiện, bị hắn khống chế đi cướp bên trong, tùy thời chuẩn bị công kích. Hưu, Khâu Sơn băng băng mà tới, loại kia hung thú khí thức càng ngày càng gần, Giang Dật thần thức quét qua phát hiện ngàn trượng bên ngoài Khâu Sơn như cuồng long lúc đầu, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, ngực có thể thấy được bạch cốt xâm xâm, trên mặt không có một chút huyết sắc, trong mắt hung lệ hàn hết, như người nhát gan có thể bị hắn dọa chết tươi. Ngàn trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Khâu Sơn mặc dù bị trọng thương, nhưng nói thế nào đều là bán thần, tốc độ quá nhanh, chỉ là một cái nháy mắt thời gian tự lướt đi tới, ánh mắt của hắn tại quỳ trên mặt đất Giang Dật bọn người quét qua, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Đằng sau đường đao lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo, hắn nhất định phải trốn được xa xa, sở dĩ không thể chậm trễ một chút xíu thời gian, cũng không thể lại bị một chút xíu tổn thương. Đám này trinh sát thực lực mặc dù yếu, vạn nhất bọn hắn trong đó có thích khách. Không nói giết hắn đả thương hắn, liền nói kéo dài một chút thời gian, cũng là chí mạng. Sở dĩ một đường chạy tới, hắn không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay, phàm là ngăn tại trước mặt hắn người đều sẽ bị vô tình đánh giết, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Mấy cái này trinh sát nhìn thực lực đều rất thấp, cao nhất chỉ có thiên quân tam tứ trọng bộ dáng, Khâu Sơn cũng không có quá để ý, hắn tiện tay phóng thích mấy đạo nguyên lực công kích, thân thể tiếp tục hướng phía trước lao đi. Suy suy, bán thần cường giả nguyên lực công kích không thể khinh thường, kia là bốn đạo chỉ phong phân biệt hướng bốn người đầu vào tới, tốc độ quá nhanh, phía trước ba người căn bản không kịp tránh né, ba người thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, đầu cũng bị nổ nhão nhoẹt. Nhưng mà, cuối cùng một đạo chỉ phong bắn về phía Giang Dật lúc, Giang Dật thần thuẫn mặc dù bạo liệt, nhưng cuối cùng chỉ phong tại đầu hắn bên trên lại vô thanh vô tức biến mất, Khâu Sơn thân thể một mực không có dừng lại lao nhanh, sở dĩ chờ hắn phát hiện Giang Dật không chết rồi, khoảng cách Giang Dật vẻn vẹn chỉ có xa 10 trượng. Hắc hắc, Giang Dật tại thời khắc này cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên một cái đường cong, lộ ra một cái quỷ mị mỉm cười, ác ma mỉm cười. Suy suy, hai tay của hắn cũng điên cuồng múa, vô tận cương phong phóng xuất ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 chuôi cương phong chi nhận dùng tốc độ khủng khiếp hướng Khâu Sơn phóng tới. Vừa rồi hắn có thể ngăn cản kia chỉ phong công kích, cũng là bởi vì lặng lẽ ngưng tụ một chút cương phong ngăn tại đỉnh đầu trước. Ây, cương phong, Khâu Sơn bị Giang Dật ác ma mỉm cười hấp dẫn, bất quá nửa thần linh hồn quá mạnh, hắn lập tức phản ứng lại, nhưng Giang Dật cương phong chi nhận đã ngưng tụ thành công. Hắc hắc, Khâu Sơn tộc trưởng, ta gọi Giang Dật, Khâu Minh cùng Khâu Bạch đều là ta giết, Thiên Ẩn Tông tông chủ gọi ta hướng ngươi vấn an. Gần như đồng thời, Giang Dật quát khẽ tiếng vang lên, Khâu Sơn nghe được câu này bản năng linh hồn khẽ giật mình, câu nói này rất có thâm ý, nhất là câu nói sau cùng để Khâu Sơn nội tâm hoảng hốt. Vừa rồi Khâu Sơn đã run lên một nháy mắt, giờ phút này lại bị Giang Dật hấp dẫn, lần nữa run lên một sát na thời gian. Mặc dù cái này hai lần khẽ giật mình hắn chỉ phí hết một hơi thời gian tự phản ứng lại, nhưng không nên quên Giang Dật giờ phút này là thiên quân đỉnh phong, tốc độ công kích rất nhanh, khoảng cách của hai người cũng vẻn vẹn chỉ có 10 trượng. Suy suy, khoảng cách gần như thế, một hơi thời gian đầy đủ cương phong chi nhận bay tới, công kích Khâu Sơn thần thuẫn. Khâu Sơn sắc mặt cũng đại biến, điên cuồng triệu tập nguyên lực quán chú thần thuẫn, ý đồ ngăn trở cương phong chi nhận tập kích. Ha ha, Khâu Sơn, ngươi trúng kế. Giang Dật lần nữa nhếch miệng cười một tiếng, hắn chân chính sát chiêu cũng không phải là cương phong chi nhận, mà là đã sớm từ dưới đất lặng yên vào tới thất thải hồn thương. Mà giờ khắc này thất thải hồn thương đã sớm từ dưới đất bắn ra, vô thanh vô tức tiến vào Khâu Sơn trong thân thể, hướng linh hồn hắn trong thức hải đi. Chương 1041, Khâu Sơn, chết. Vô luận mạnh hơn người, chỉ cần hắn vẫn là người, liền sẽ có thất tình lục dục, cũng sẽ có người bản năng phản ứng. Bán thần tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng hắn đồng dạng hội kinh ngạc, sẽ khiếp sợ, hội mơ hồ, hội suy nghĩ. Giang Dật đánh chính là cái này chênh lệch thời gian, hắn ác ma mỉm cười đối Khâu Sơn tác dụng không lớn, nhưng đằng sau câu nói kia tác dụng rất lớn, Giang Dật cái tên này Khâu Sơn có thể nói như sấm bên tai, trọng yếu nhất chính là Thiên Ẩn Tông tông chủ cái tên này có đầy đủ lực uy hiếp. Một khi Khâu Sơn theo Giang Dật suy nghĩ, hắn hội bản năng sợ hãi, lo lắng, sợ hãi, cũng sẽ có trong nháy mắt thất thần. Cường giả ở giữa chiến đấu, trong nháy mắt hoảng hốt cái kia chính là chí mạng, Giang Dật thất thải hồn thương cũng là thời gian này vô thanh vô tức tiến vào Khâu Sơn trong thân thể, bắn thẳng đến linh hồn thức hải của hắn. Công kích linh hồn, Khâu Sơn vừa mới bắt đầu cũng không có quá bất cẩn, công kích linh hồn đối với bán thần tới nói không tính là gì sự tình. Bất quá thất thải hồn thương tiến vào linh hồn thức hải về sau, linh hồn hắn bên trong dâng lên một cỗ nguy hiểm chí mạng báo động, đem hắn dọa đến kém chút hồn phi phách tán, vội vàng khống chế linh hồn trong thức hải thần phách bay múa, tránh né thất thải hồn thương công kích. Suy suy, vấn đề là hắn lực chú ý tập trung ở thần phách bên trên, tự không có thời gian đi phản ứng sự tình khác, cũng không thể triệu tập nguyên lực đi tăng phúc thần thuẫn. 10 chuôi cương phong chi nhận liên tục không ngừng bổ vào hắn thần thuẫn bên ngoài, hắn thần thuẫn quang mang càng ngày càng yếu, cương phong chi nhận mới tiêu hao 6 thanh, giống như còn lại 4 thanh tiếp tục bổ tới, hắn thần thuẫn tuyệt đối phải vỡ tan, thân thể cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Liều mạng, sống còn thời khắc, Khâu Sơn không thèm đếm xỉa, hắn chuẩn bị trước mặc kệ linh hồn, dựa vào thần phách ngăn cản thất thải hồn thương công kích, chỉ cần chặn còn lại 4 đạo cương phong tập kích, hắn liền có thể đưa ra tay diệt sát Giang Dật. Giang Dật thần thức một mực khóa chặt Khâu Sơn, hắn trước tiên phát hiện Khâu Sơn nhanh chóng triệu tập nguyên lực, chuẩn bị quán chú thần thuẫn. Hắn đôi mắt nhất chuyển đột nhiên truyền âm nhập bí, một đạo tiếng giống to vang lên tại Khâu Sơn bên tai, Khâu Sơn. Quên nói cho ngươi một chuyện, Khâu Minh năm đó bắt cóc Thiên Ẩn Tông thánh nữ, việc này đã bại lộ, lần này 4 tộc xuất binh nhưng thật ra là Thiên Ẩn Tông mệnh lệnh. Oanh, cùng một thời gian, Giang Dật khống chế thất thải hồn kiếm đột nhiên hướng Khâu Sơn thần phách đâm tới, Khâu Sơn nghe được Giang Dật, cảm giác trong đầu nổ lên một đạo sấm sét giữa trời quang thoáng cái mộc, đều quên thất thải hồn thương đâm vào thần phách bên trên kịch liệt thống khổ. Khâu Minh bắt cóc Thiên Ẩn Tông thánh nữ, việc này là tuyệt mật, ngoại giới không ai biết rõ, Giang Dật lại thuận miệng nói đến cái này khiến Khâu Sơn bản năng đi hoài nghi, việc này đến cùng phải hay không Thiên Ẩn Tông mệnh lệnh, nếu như là hắn coi như đào tẩu cũng là đường chết một đầu, Ải Nhân tộc cũng sẽ triệt để xong đời. Khâu Sơn tinh thần lại bắt đầu hoảng hốt, thời khắc này hoảng hốt lại là chí mạng, Giang Dật cương phong chi nhận chính liên tục không ngừng bổ tới, hắn thần thuẫn càng ngày càng yếu. Một cái chớp mắt thời gian về sau, Khâu Sơn tỉnh ngộ lại, nhưng đã muộn, thần thuẫn bạo liệt, hắn cảm giác một đạo gió lạnh thổi đến, toàn thân lỗ chân lông co rụt lại, hắn không nhìn thấy cương phong, nhưng lại ngửi thấy khí tức tử vong. Ai, hắn nặng nề thở dài, thân thể rất nhanh bị rào sát thành mảnh vỡ, hóa thành một mảnh huyết vụ, triệt để tử vong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Khâu Sơn công kích Giang Dật đến hắn bị giết, kỳ thật chỉ là thời gian 3 cái hô hấp không đến, mà lại Giang Dật cương phong cùng hồn kiếm nhất thần thức cường độ căn bản dò xét không đến. Sở dĩ phụ cận trinh sát bọn họ, chỉ cảm thấy Khâu Sơn phóng thích một đạo công kích, sau đó Giang Dật không chỉ có không chết, ngược lại đứng lên nói hai câu nói, cuối cùng Khâu Sơn thân thể tự bạo thành huyết vụ. Ách, rất nhiều trinh sát mộng, phía trước đào tẩu trinh sát càng là quên đi chạy trốn, đầy mắt mơ hồ sững sờ tại nguyên chỗ không biết chuyện gì xảy ra. 10 cái kia U Linh tộc chẳng lẽ là thần để không thành, đều không có công kích nói mấy câu liền có thể diệt sát Khâu Sơn. Khâu Sơn cổ thần nguyên giới, diệt sát một tên bán thần, Giang Dật trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, bởi vì cái này bán thần thực lực bản thân tựu không mạnh, hơn nữa còn người bị thương nặng, giờ phút này chính hoảng sợ đào mệnh, hắn đánh lén phía dưới đánh giết cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Bất quá không trung bay múa một viên cổ thần nguyên giới, ngược lại để hắn có chút ý động. Đây chính là bán thần cổ thần nguyên giới, vẫn là Tuyết Vực 10 tông ải nhân tộc tộc trưởng cổ thần nguyên giới, bên trong khẳng định có không ít bảo vật cùng cổ khí loại hình. Lần trước tại Phật Sơn hắn đốt giết 5 tên bán thần, nhưng tịch diệt chi hỏa quá bá đạo, liền cổ thần nguyên giới đều cho luyện hóa, để hắn tiếc nuối không thôi. Có cầm hay không, Giang Dật não hải gấp trăm lần chuyển động, cuối cùng hắn vẫn là quyết định cầm xuống chiếc nhẫn này, dù sao cũng không kém cái này một hơi thời gian. Nhưng, liền là cái này một hơi thời gian lại xảy ra chuyện. Khâu Sơn chết đi trong nháy mắt đó, cách đó không xa Đường Đao cùng Hỏa Viêm cùng Mãnh Tượng tộc tộc trưởng Mạnh Nông toàn bộ nhãn tình sáng lên, ba người bản tại đại chiến, lại đồng thời đình chỉ công kích, điên cuồng hướng bên này hành hạ tới. Giang Dật cũng không biết rõ, ba người khai chiến nhưng thật ra là đang diễn trò, mục đích đúng là cho Khâu Sơn đào tẩu, buộc hắn xuất thủ. Thậm chí cho Khâu Sơn truyền âm để hắn chạy trốn, kỳ thật đều là đã sớm thiết kế tốt, hết thảy đều là Tào Đoạn Thiên mưu kế. Chiến đánh tới mức này, Hỏa Viêm cùng Mạnh Nông thật sẽ để ý tam tộc liên minh tình nghĩa ải nhân tộc đã chú định hủy diệt, như cho Khâu Sơn đào tẩu, vậy sẽ mang đến vô tận tai họa, chỉ ít 4 tộc hội bị Khâu Sơn huyết tinh trả thù, chết không ít người. Giết, Đường Đao trong mắt hàn quang lóe lên, tốc độ đạt đến cực hạn hướng trong động đất phóng đi, Hỏa Viêm cùng Mạnh Nông thì hướng lên trên mặt phóng đi, Mạnh Nông giống như núi nhỏ thân thể nhảy lên thật cao, song quyền mang theo vô thượng bá uy mãnh vậy mà hướng dưới mặt đất đập tới. Rầm rầm rầm, mặt đất cũng không có bị tạc ra một cái hố sâu, mà là dùng nắm đấm làm trung tâm, bốn phương tám hướng mặt đất kịch liệt chấn động, không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Phía dưới Giang Dật vừa mới bắt lấy Khâu Sơn cổ thần nguyên giới chuẩn bị độn thiên, nhưng sóng chấn động đã tới, không gian chấn động quá lợi hại, hắn căn bản là không có cách độn thiên. Nguy rồi, Giang Dật biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhất thời tham lam, lại đưa tới nguy cơ chí mạng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, trong tay giới chỉ sáng lên, luyện thần lô xuất hiện. Khâu Sơn lão tặc nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này, Giang Dật sau lưng truyền đến một đạo bạo tiếng giống, đồng thời hắn bên tai cũng vang lên một đạo truyền âm, "Ma Tinh, đem Khâu Sơn cổ thần nguyên giới ném ra lập tức đào tẩu, ta giúp ngươi ngăn lại Đường Đao, có thể hay không tránh thoát Hỏa Viêm cùng Mạnh Nông truy sát, tự xem ngươi tạo hóa. Còn có khác đừng loạn độn thiên, mạnh đạt có thể chấn động không gian." Ma thần, Giang Dật hổ khu chấn động, nghe được câu nói sau cùng linh hồn cũng chấn động, ma thần đã xem thấu thân phận của hắn, nhưng còn bốc lên bị Đường Đao đánh giết nguy hiểm giúp hắn, rất rõ ràng hắn là xem ở Ma Yêu Nhi trên mặt. Hưu, Giang Dật đem Khâu Sơn cổ thần nguyên giới hướng phía trước Đường Đao vào tới phương hướng ném một cái, trong tay cương phong chi lực đánh ra, hắn thân thể hướng lên trên mặt bắn tới, đồng thời bạo hống, Khâu Sơn đã chết, hắn thần khí cho các ngươi, ta từ bỏ. Khâu Sơn lão cẩu chết ha ha ha, hắn thần khí là của ta. Ma thần kinh hỉ cười to vang lên, thân thể hướng phía trước chạy như điên, tựa hồ không để ý đã hướng lên trên mặt chạy trốn Giang Dật, nhìn thấy xa xa Đường Đao, hắn còn nổi giận giống to, "Đường Đao, chiếc nhẫn kia là của ta, lăn đi." Đường Đao lực công kích rất cường đại, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hắn sẽ không đào đất đạo. Coi như có thể sử dụng cường đại thần thông đào ra một cái thông đạo, tốc độ cũng quá chậm, giờ phút này ma thần ngăn ở hắn phía trước, trong tay còn sáng lên hắc quang tùy thời chuẩn bị công kích, hắn coi như muốn đuổi theo giết Giang Dật đều không có biện pháp. Hắn nghe được Giang Dật cùng ma thần, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, một tay hướng Khâu Sơn cổ thần nguyên giới chộp tới, đồng thời bạo quát, "Ma thần, không muốn chết liền lăn lên." Đường Đao rất rõ ràng Giang Dật chính hướng lên trên mặt phóng đi, nhưng hắn nửa điểm không lo lắng, bởi vì Mạnh Nông không đứng ở chấn động không gian, Hỏa Viêm đã chạy tới, coi như Giang Dật có thể trốn đi lên lại như thế nào còn không phải như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1042, Thiên thần hạ phàm. Đường Đao rõ ràng sự tình, Giang Dật vô cùng rõ ràng, nhưng hắn không đường có thể đi, không gian không ngừng bị chấn động, phía dưới là Đường Đao, hắn ngoại trừ xông đi lên ngoài ra không có lựa chọn. Kỳ thật hắn có thể từ dưới đất còn lại phương hướng đào tẩu, nhưng này dạng đường đao tuyệt đối sẽ đuổi giết hắn, ma thần tựu không có cách nào tiếp tục diễn trò tiếp, hoặc là rút đi, hoặc là hoành tâm cùng đường đao bọn người khai chiến. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Giang Dật một mực là dạng này người, ma thần liều mạng bị giết nguy hiểm giúp hắn lại như thế nào để ma thần thật đi vào tuyệt lộ. Ma thần một chàng thiên ma tộc cùng ma yêu nhi mấy người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không hướng dưới mặt đất đi, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hỏa viêm mạnh nông đường đao đã đều tới, Tào Bội Văn không có khả năng tại phục hổ vùng núi hẻo lánh. Tại Khâu Sơn xông vào dưới mặt đất một khắc này, Giang Dật kết luận Tào lão quái khẳng định cũng đi dưới mặt đất, hắn từ phía dưới đi, rất có thể sẽ tao ngộ Tào lão quái. Sở dĩ hắn lựa chọn một đầu ngoại nhân cho rằng hẳn phải chết con đường, cũng chỉ có con đường này mới có một chút hy vọng sống. Muốn đào tẩu, hắn chỉ có độn thiên một đường, muốn độn thiên vậy thì nhất định phải chém giết Mạnh Nông, bởi vì Mạnh Nông không ngừng tại chấn động không gian, không giết hắn căn bản là không có cách độn thiên. Hắn thân thể từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, nghênh đón hắn là một đầu gào thét mà xuống to lớn hỏa xà. Cái này hỏa diễm là cao cấp hỏa ly tộc có thể thả ra tối cường hỏa diễm, hỏa xà chi vũ. Giờ phút này bởi bán thần phóng xuất ra, uy lực cũng càng thêm kinh khủng, phương viên 10 dặm băng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, hơi nước cuồn cuộn mà lên, che cả bầu trời, phụ cận ẩn núp trinh sát cùng cường giả hoảng sợ lui lại, toàn thân làn da đỏ tươi như máu, kém chút bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hỏa diễm hẳn là nhưng so sánh tế luyện sau lôi hỏa, hoàn toàn chính xác rất bá đạo. Giang Dật âm thầm gật đầu, loại này hỏa diễm đốt giết thiên quân, kia là một giết một mảng lớn, hỏa ly tộc ngoạn hỏa tại tuyết vực đích thật là nhất tuyệt. Nhưng là, hỏa viêm nhưng lại không biết, Giang Dật kỳ thật cũng là ngoạn hỏa cao thủ, Giang Dật chơi qua hỏa diễm so hỏa viêm kinh khủng nhiều, không nói cái khác, liền nói năm đó ở Thiên Tinh Đại Lục đốt giết một mảnh hỏa linh thạch, đoán chừng cũng không thể so với cái này hỏa diễm yếu đi. Giang Dật trên người có một kiện trí bảo, món kia bảo vật cứu được hắn rất nhiều lần tính mệnh, đây cũng là Giang Dật gặp qua tối cường tích hỏa bảo vật, không có cái thứ hai. Ống tay áo của hắn bên trong hỏa linh châu phát sáng lên, một đạo năng lượng truyền vào bên trong thân thể của hắn, hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái trong suốt vòng bảo hộ, không chỉ có ngăn cách tất cả nhiệt lượng, ngược lại còn bắt đầu hấp thu lửa này xà bên trong hỏa diễm. Chết, Giang Dật toàn thân bao phủ tại to lớn hỏa xà bên trong, đôi mắt băng lãnh như hung thú. Hắn giờ phút này còn biến thành U Linh tộc dáng vẻ, thân thể thoạt nhìn như là hơi mờ, sở dĩ theo hỏa diễm bên trong bắn ra càng lộ vẻ quỷ dị, tựa như một cái lệ quỷ căn bản không sợ nửa điểm hỏa diễm đốt cháy. Hỏa viêm nội tâm chấn động, trong mắt đều là chấn kinh, hắn biết rõ chính mình hỏa diễm uy lực, Giang Dật trên thân cũng không có thần thuẫn, nhưng không có nửa điểm đốt cháy dấu hiệu, cái này khiến hắn coi là hoa mắt. Cách không đánh giết, Giang Dật như cuồng long bay vụt mà đến, cương phong vô thanh vô tức phóng thích mà ra. Một bên nhanh chóng hình thành cương phong thần thuẫn, một bên dung hợp ra cương phong chi nhận, liên tục không ngừng hướng hỏa viêm mà đi. Cái này đây là hỏa viêm bán thần thực lực, tự nhiên cũng có thần phách, lực phản ứng rất nhanh. Hắn thần thức tại Giang Dật trên người cương phong thần thuẫn đảo qua, âm thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ Giang Dật dựa vào là cương phong mới đứng vững hỏa xà chi vũ. Hỏa viêm không hiểu có loại bị nhục nhã cảm giác, đường hỏa ly tộc tộc trưởng, tuyết vực ngoạn hỏa đệ nhất cường giả, lại đốt không chết một cái thiên quân đỉnh phong, kề bên này thế nhưng là có rất nhiều người đang quan chiến đâu, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt, hắn nổi giận hét lớn, hừ, bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi phòng ngự mạnh bao nhiêu, để ngươi nhìn xem bản tôn tối cường hỏa diễm, nuốt thiên ma viêm. Suy suy, hai tay của hắn bão nguyệt, xoay tròn một vòng, trong lòng bàn tay từng đạo màu đen hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Loại này hỏa diễm vừa ra, bốn phía lập tức cảm giác nhiệt độ đề cao rất nhiều. Kia hỏa diễm cũng tại hai tay của hắn ở giữa nhảy lên, giống như là một cái hỏa diễm huyễn hóa mà thành màu đen tiểu quái vật. Đi, hai tay của hắn đẩy, cái kia màu đen hỏa diễm tiểu thú hóa thành cực quang hướng Giang Dật gào thét mà đến, phía trước bay tới hai thanh cương phong chi nhận lại bị hỏa diễm sống sờ sờ thiêu đốt đến hỏng mất. Cái này hỏa diễm uy lực rất mạnh, hẳn là so cửu dương chân viêm còn mạnh hơn, bất quá so tịch diệt chi hỏa khẳng định yếu rất nhiều. Giang Dật theo hỏa diễm phụ cận không gian vặn vẹo trình độ kết luận cái này hỏa diễm cấp bậc. Hắn không có nửa điểm để ý, trong tay xuất hiện một cái nhuyễn kiếm cùng một cái trường kiếm màu đen, đã tình trạng như thế, hắn lại bảo tồn thực lực tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lôi đình chi nộ, thần âm thiên kỹ, hắn giống giận, song kiếm múa, cửu thiên chi thượng lập tức phong vân biến ảo, một đạo thần lôi vạch phá bầu trời, gào thét mà xuống trực tiếp đánh vào hỏa viêm thần thuẫn phía trên, đồng thời một đạo âm thanh khủng bố vang lên, để bốn phía vô số trinh sát ôm đầu quay cuồng lên. Rầm rầm rầm, cương phong chi nhận bị hủy diệt hai thanh, còn có 8 thanh, toàn bộ hung hăng hướng hỏa viêm thần thuẫn bổ tới. Giang Dật đại bộ phận thủ đoạn đều dùng ra, thất thải hồn thương cũng không dám vận dụng, dù sao hỏa viêm thả ra hỏa diễm đã bay tới, thất thải hồn thương đoán chừng chịu không được. Tốt, cái kia đạo thần lôi đánh xuống, hỏa viêm thần thuẫn kịch liệt run lên, Giang Dật thật lâu không có sử dụng cái này lôi đình chi nộ, đạo văn công kích cùng võ giả cảnh giới là móc nối. Hắn trước kia nguyên lực cảnh giới rất thấp, lôi đình chi nộ lại có thể oanh sát thiên quân đỉnh phong, giờ phút này hắn nguyên lực cảnh giới đạt đến thiên quân đỉnh phong, lôi đình chi nộ uy lực cũng tăng lên rất nhiều, đều kém chút đem hỏa viêm thần thuẫn cho oanh phá. Thần âm thiên kỹ uy lực cũng rõ ràng tăng lên, Giang Dật linh hồn cùng nguyên lực cảnh giới đều tăng lên không ít, uy lực không muốn tăng lớn cũng khó khăn. Hỏa viêm nghe được cái này quái thanh linh hồn chấn động, bất quá trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn phát hiện chính mình thần thuẫn đã yếu kém như tờ giấy, giờ phút này còn có mấy cái cương phong chi nhận mãnh liệt đánh tới, lập tức dọa đến biến sắc, nếu là hắn tỉnh ngộ đến lại trễ một hơi thời gian, hắn thần thuẫn tuyệt đối sẽ bị phá. Tiểu tử này, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau, hắn tối cường hỏa diễm đánh vào Giang Dật trên thân, Giang Dật không chỉ có không có nửa điểm sự tình, kia hỏa diễm còn thần kỳ biến mất. Hắn nháy mắt, rất nhanh tỉnh ngộ lại, hô lớn, thần âm thiên kỹ, lôi đình chi nộ, hỏa diễm miễn dịch, ngươi là Giang Dật. Ngươi tỉnh ngộ đã quá muộn, ta tại Phật Sơn trong nháy mắt có thể diệt 5 tên bán thần, bóp chết ngươi cùng bóp chết kiến tộc đồng dạng, nhận lấy cái chết. Giang Dật thân hình như điện, lăng không bay tới, mỗi lần phi hành 10 trượng trên thân khí thế tự tăng một phân, hắn tiếng giống chấn thiên, chữ chữ như cơ, uy thế kinh thiên, trong tay song kiếm tiếp tục cuồng vũ, cửu thiên chi thượng thần lôi lần nữa gào thét mà xuống, đem nửa bên đêm tối đều cho chiếu sáng, cũng đem hắn tôn lên như thiên thần hạ phàm uy mãnh. Hỏa viêm thân thể run lên, vừa rồi thiếu chút nữa chết rồi, hắn tối cường hỏa diễm đối Giang Dật không có nửa điểm hiệu quả, bọn hắn nhất tộc ngoạn hỏa lợi hại nhất, còn lại công kích cũng rất, sở dĩ nghe được Giang Dật, hắn bản năng có chút e ngại. Rầm rầm rầm, nơi xa một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh bay vụt mà đến, song quyền không ngừng đối bầu trời vung ra, để phụ cận tầng không gian tầng chấn động, mãnh tượng tộc Mạnh Nông chạy tới. Hỏa viêm nhìn lại, giờ phút này vừa vặn một đạo lôi đình đánh vào hắn thần thuẫn bên trên, để hắn thần thuẫn kịch liệt run lên, hắn dọa đến biến sắc vội vàng nguyên lực quán chú thần thuẫn, sau đó thế mà không có công kích, ngược lại hướng Mạnh Nông bên kia chạy trốn mà đi. Cái này, vô số người trinh sát cùng quan chiến cường giả trợn tròn mắt, đường đường tuyết vực 10 tông bá chủ một trong, thế mà bị Giang Dật dọa cho chạy. Chương 1043, liều chết một kích. Giang Dật uy danh hiển hách, tại Phật Sơn diệt sát 5 tên bán thần, vậy vẫn là Bắc Đế Vũ gia bán thần. Sau đó Bắc Đế tự mình xuất động, Giang Dật lại thí sự đều không có, việc này truyền đến tuyết vực để vô số người tiềm thức cho rằng Giang Dật chiến lực cường đại, nhưng so sánh thất bát tinh cường giả. Hỏa viêm chính mình nhất cường đại công kích nuốt thiên ma viêm, không chỉ có không có đối Giang Dật tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị hắn hấp thu, hỏa viêm tự nhiên sợ hãi. Ai cũng không muốn chết, nửa thần chỉ là nửa cái thần, không là chân thần, sở dĩ hỏa viêm rút đi cũng là bình thường. Đương nhiên, hỏa viêm cũng không phải là thật dọa chạy trốn, chỉ là nhìn thấy Mạnh Nông tới, hắn chuẩn bị trốn ở Mạnh Nông đằng sau. Tam tộc liên minh nhiều năm, một mực quen thuộc là mãnh tượng tộc ngăn tại phía trước, ải nhân tộc phụ trợ công kích, hỏa ly tộc chủ công. Hỏa ly tộc phòng ngự không phải rất mạnh, có Mạnh Nông tại phía trước cản trở, hắn chí ít không có nửa điểm nguy hiểm. Giang Dật, Mạnh Nông nghe được hỏa viêm, cũng nao nao, nhưng rất nhanh liền tức giận lên, Đông Hoàng Đại Lục người chạy tới tuyết vực loạn giết còn bốc lên tuyết vực nội loạn, cái này khiến Mạnh Nông phẫn nộ đến cực hạt, hắn đối với mình phòng ngự cũng phi thường tự tin, thân thể giống như núi nhỏ bay tới, song quyền tiếp tục hướng không trung đánh ra, đạo đạo không gian sóng chấn động như liên y phúc tràn ra đi, để Giang Dật tốc độ bỗng nhiên dần dần, không thể trốn đi đâu được. Giết, Giang Dật không có bất kỳ cái gì đường lui, không chém giết Mạnh Nông hắn chỉ có một con đường chết, hắn cấp tốc hướng Mạnh Nông tới gần, nhuyễn kiếm trong tay đã thu vào. Thần âm thiên kỹ đối với bán thần tới nói ảnh hưởng quá yếu, bán thần đều có thần phách, phổ thông linh hồn công kích gần như có thể coi thường. Công kích linh hồn không được, cái kia chỉ có đạo văn công kích. Giang Dật một cái tay khác huyền thiết kiếm cũng thu vào đi, thật lâu không vận dụng hỏa long kiếm xuất hiện, trường kiếm vung vẩy, từng đạo cửu thiên thần lôi gào thét mà xuống, liên tục không ngừng hướng Mạnh Nông đánh xuống. Đồng thời hỏa long kiếm cũng phát sáng lên, vừa mới hấp thu hỏa viêm nuốt thiên ma viêm bị hắn phóng xuất ra, và mấy vạn đầu hỏa long cùng một chỗ mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt hướng Mạnh Nông vào tới. Cương phong chi nhận, chống đi cái tay kia, Giang Dật như thiểm điện vung vẩy thả ra vô tận cương phong, những cái kia cương phong hướng phía trước một bên bay đi, một bên nhanh chóng ngưng tụ, xuất hiện từng thanh cương phong chi nhận. Ba loại công kích tề công, Giang Dật không truy cầu có thể diệt sát Mạnh Nông, chỉ cầu bước lui hắn, để hắn ngừng chấn động không gian, vậy hắn liền có thể độn thiên mà đi. Mộng tưởng là mỹ hảo, lại tàn khốc vô cùng. Mạnh Nông tấm kia tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, căn bản không có nửa điểm tránh né, hai tay cũng không có đình chỉ chấn động không gian, đối mặt ba loại cường đại công kích hắn lựa chọn ngạnh kháng. Oanh, thần lôi trước hết nhất đánh xuống, Mạnh Nông thần thuẫn khẽ run lên, quang mang cũng chỉ là có chút tối sầm lại nhạt. 10 chuôi cương phong chi nhận gào thét mà đi, thần thuẫn quang mang lấp lánh, một sáng một tối, nhưng chính là bất phá. Cái này cương phong chi nhận đã từng thế nhưng là chém nát đỉnh cấp thiên cơ thuyền vòng bảo hộ, có thể thấy được Mạnh Nông phòng ngự mạnh, cuối cùng nuốt thiên ma viêm gào thét mà đến, Mạnh Nông toàn thân làn da đỏ như huyết, thần thuẫn cũng yếu kém như tờ giấy, nhưng cuối cùng vẫn không có phá, hắn nguyên lực chấn động, thần thuẫn lại quang mang lóng lánh. Hưu, hỏa viêm từ phía sau bay tới, một tay hướng nuốt thiên ma viêm chộp tới, kia kinh khủng ma viêm bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, Giang Dật ba loại công kích toàn bộ bị phá mất, mặc dù thiên thượng còn có thần lôi đánh xuống, nhưng căn bản không phá được Mạnh Nông thần thuẫn. Công kích rất thoải mái a, đến phiên ta. Mạnh Nông nhếch miệng cười một tiếng, hắn mặc dù đang cười, nhưng trên mặt dữ tợn nhiều lắm, nhìn có loại âm trầm cảm giác. Tay phải hắn đan quyền đột nhiên hướng phía trước ném ra, lần này không gian không có hình thành vừa rồi như thế sóng chấn động, ngược lại xuất hiện một đạo kim sắc quyền ảnh, quyền kia ảnh cũng không lớn, nhìn cũng không có bao lớn uy thế, duy nhất một điểm liền là tốc độ nhanh. Nhanh như kinh hồng, Giang Dật căn bản không kịp tránh né, quyền kia ảnh tự đập tới, hắn bên ngoài thân cương phong thần thuẫn chấn động, thân thể bị mãnh nhiên đánh ra, cương phong năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao, mắt thấy là phải phá. Bán thần công kích quả nhiên không thể khinh thường, Giang Dật nội tâm hoảng hốt, quyền này ảnh chỉ là một loại không tính rất cường đại kim hệ đạo văn công kích, hẳn là tam tinh tả hữu, tuyệt đối không có vượt qua ngũ tinh, nhưng uy lực đồng dạng rất dọa người. Giờ phút này quyền ảnh còn không có đập phá cương phong thần thuẫn, nhưng mang theo uy áp và kình khí đã chấn thương hắn nội tạng. Lôi hỏa, lại phóng thích cương phong ngưng kết cương phong thần thuẫn đã không thể nào, hắn chỉ có liều mạng phóng thích không nhiều lôi hỏa, nhanh chóng ngưng tụ lôi hỏa thần thuẫn. Ba, hắn thân thể bay ra ngoài mấy trăm trượng, cương phong thần thuẫn tự bạo liệt, hắn lôi hỏa thần thuẫn cũng vừa lúc ngưng tụ thành công, bất quá cái này lôi hỏa thần thuẫn cũng khiêng không được bao lâu, rất nhanh bạo liệt. Thần thuẫn, điện thạch hỏa hoa ở giữa, hắn ngưng tụ nguyên lực thần thuẫn, đồng thời khống chế nguyên lực điên cuồng quán trú vào thần thuẫn bên trong. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thần thuẫn cũng bạo liệt, cũng may quyền này ảnh năng lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, Giang Dật thân thể bị trùng điệp nện vào một tòa tiểu sơn khâu bên trong, ngực rõ ràng móc méo đi vào, xương sườn bị chấn đoạn 4 cái, khóe miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra. Danh chấn Đông Hoàng Đại Lục Giang Dật, cũng bất quá như thế, lão hỏa, người cũng quá không có tiền đồ, bị hắn sợ đến như vậy. Mạnh Nông trên mặt dữ tợn lắc một cái, nhếch miệng nở nụ cười, nói chuyện về nói chuyện, hai tay cũng không có ngừng lại, tiếp tục chấn động không gian, phòng ngừa Giang Dật độn thiên. Phi, ta là lui về đến chuẩn bị phóng thích công kích, hỏa viêm mặt mo đỏ ửng, xấu hổ không thôi, ngoài miệng không chịu thua, trong mắt nhưng đều là nổi giận. Vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, theo Giang Dật tốc độ phòng ngự, cùng tốc độ phản ứng bên trên xem, hắn căn bản không có đạt tới bán thần, mới vừa rồi là đang hư trương thanh thế, hù dọa hắn. Nhận lấy cái chết, thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn thân thể vượt qua Mạnh Nông hướng Giang Dật bay đi, hai tay múa, lần này ngưng kết ra một cái to lớn hỏa thú, giống như là một đầu toàn thân bốc cháy quỷ ngưu, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức hướng Giang Dật gào thét mà đi. Oanh, bán thần công kích quá nhanh, Giang Dật căn bản né tránh không được, hắn chỉ có cắn răng thả ra cương phong thần thuẫn lần nữa ngạnh kháng, lần này hắn bị trùng điệp nện vào sơn khâu bên trong mấy chục trượng, sơn khâu cũng bị nổ sơn băng địa liệt, đá vụn bay đầy trời, hơi nước giả thiên. Lần này Giang Dật không có vừa rồi thảm như vậy, đạo văn này mặc dù nhìn rất uy mãnh, nhưng là hỏa hệ, chủ yếu tổn thương vẫn là hỏa diễm. Hắn hỏa diễm miễn dịch, chỉ là bị quỳ ngưu bạo tạc lúc sinh ra sóng xung kích chấn thương mà thôi. Mặc dù như thế, hắn thương càng thêm tổn thương vẫn là rất thảm, bán thần uy lực công kích quá lớn, hắn toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, khóe miệng giờ phút này còn có tiên huyết tuôn ra, vô cùng thê thảm. Được rồi, lão hỏa, khác đừng, giết chết hắn, người này phải thật tốt khảo vấn thoáng cái, nhìn xem là ai phái tới, quay đầu chúng ta cùng đi Thiên Ẩn Tông mời Thánh Hậu làm chủ, Đông Hoàng Đại Lục khinh người quá đáng, chúng ta Tuyết Vực không thể mặc kệ khi nhục. Mạnh Nông xem hỏa viêm lại muốn phóng thích công kích, vội vàng quát khẽ, hắn thấy Giang Dật chỉ là một nhân vật nhỏ tiện tay có thể dùng bóp chết, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, tự nhiên không muốn đơn giản giết chết. Hưu, Mạnh Nông hướng sơn khâu phóng đi, hỏa viêm vội vàng đuổi theo, Mạnh Nông cũng là không ngốc, một mực chấn động không gian, để Giang Dật căn bản là không có cách độn thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tới gần. Ngàn trượng, 500 trượng, 300 trượng, trăm trượng. Giang Dật thân thể bị chôn ở đống đá vụn bên trong, hắn một mực không hề động, nhìn cũng một bộ muốn chết bộ dáng. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, âm thầm tính toán lấy khoảng cách, nếu có người quen biết hắn, khẳng định sẽ biết hắn là chuẩn bị liều chết một kích. Chương 1044, sát tinh. Hưu, Mạnh Đạt thân thể đột nhiên gia tốc, một nắm đấm bên trên kim quang lấp lánh, biến thành ưng chảo, phía trên có khí lưu màu vàng óng lưu chuyển, tốc độ nhanh như hồng quang, không gian đều bị hắn cái này lợi chảo xé rách, gây nên một mảnh chói tai tiếng rít. Liền là giờ phút này, Giang Dật hai mắt nheo lại đột nhiên mở ra, trong tay một cái cự đại thạch lô xuất hiện, cái này thạch lô thoạt nhìn không có nửa điểm kỳ lạ, cũng không có nửa điểm uy áp, chỉ là phía trên đồ văn rất là rườm rà, cho người ta một loại cổ phác đại khí cảm giác. Cổ khí, lui, Tuyết Vực đều là thượng cổ di tộc, đối với cổ khí không có chút nào lạ lẫm, Mạnh Đạt chính mình cũng có một kiện cổ khí. Giờ phút này Giang Dật cổ khí cho Mạnh Đạt cảm giác lại kinh khủng dị thường, nội tâm của hắn cũng dâng lên một cỗ nguy hiểm chí mạng, sở dĩ hắn bản năng rút lui. Ông, Giang Dật nguyên lực cùng tinh thần chi lực đã sớm đang tập trung, không cần tiền quán chú vào luyện thần lô bên trong, trên lò đồ văn lập tức quang mang lấp lánh, ẩn ẩn có phù văn lấp lánh mà ra, phù văn cùng thần bí đồ văn bắt đầu lưu chuyển lấp lánh, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ khắp nơi. Trốn, bốn phía trinh sát cùng quan chiến cường giả hồn đều bị dọa bay, Hỏa Viêm đôi mắt co rụt lại, kinh hô lên, luyện thần lô, đây là hỏa thần luyện thần lô, mau trốn. Hỏa thần tại thượng cổ thời đại thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy vô địch tồn tại, Hỏa Ly tộc cũng là ngoạn hỏa, đối với hỏa thần tự nhiên không xa lạ gì, đối với cái này luyện thần lô hắn càng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Hỏa Viêm rõ ràng hơn Giang Dật đã thôi động tầng thứ nhất Cửu Dương chân viêm, giờ phút này còn tại quán chú năng lượng, rõ ràng là nghĩ thôi động tầng thứ hai Tịch Diệt chi hỏa, một khi cho hắn thôi động thành công, phương viên 10 dặm tất cả mọi người muốn chết. Đây là, dưới mặt đất ngàn trượng ngay tại đại chiến Đường Đao cùng Ma Thần chấn động trong lòng, Khâu Sơn cổ thần nguyên giới bị Đường Đao cầm, Ma Thần không buông tha quấn lấy hắn. Hai người cảm ứng được cổ khí khí tức, đều không tiếp tục dây dưa nhau nhau hướng dưới mặt đất phóng đi. Đường Đao dùng phong nhận xé rách bùn đất, Ma Thần hai tay quang mang lóe lên biến thành ma chảo, hai người như hai đầu địa long hướng sâu dưới lòng đất phóng đi. Mẹ nó, thật vất vả làm điểm tinh thần nguyên lực, toàn bộ tiêu xài, vẫn còn không có thôi động luyện thần lô. Tất cả mọi người bị hù dọa, Giang Dật lại tại âm thầm chửi mẹ, hắn tất cả tinh thần nguyên lực đều quán chú tiến vào, nhưng luyện thần lô tầng thứ hai thế mà không có thôi động, giống như hắn nửa đường hành quân lặng lẽ. Phô trương thanh thế, Mạnh Nông bọn người khẳng định hội phát giác, hắn coi như độn thiên, cũng sẽ bị chấn động ra. Không được, nhất định phải thôi động Tịch Diệt chi hỏa. Nội tâm của hắn nổi giận giống to, não hải gấp trăm lần tốc độ chuyển động, cuối cùng hắn nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Cái này luyện thần lô không phải hỏa hệ bảo vật sao, vậy hắn có thể thử một chút quán chú hỏa diễm đi vào, nhìn xem có thể hay không thôi động luyện thần lô. Suy suy, hắn hỏa linh châu phát sáng lên, bên trong còn có một số lôi hỏa, một chút nham tương hồ bên trong địa hỏa, cùng vừa rồi hấp thu hỏa viêm hỏa xà chi vũ hỏa diễm toàn bộ quán chú đi vào, đồng thời hắn còn cần phần diệt thương khung vu thuật, đem nguyên lực chuyển hóa thành Cửu Thiên Long viêm liên tục không ngừng quán chú vào luyện thần lô bên trong. Ông, luyện thần lô quang mang một thịnh, thế mà thật bị thúc giục. Giang Dật trong đôi mắt trong nháy mắt quang mang vạn trượng, đại thủ đẩy, luyện thần lô phá không mà đi, bay lên giữa không trung, phía trên đồ văn phù văn nhanh chóng du tẩu, luyện thần lô cũng gấp kịch biến đại, cuối cùng biến thành trăm trượng đại, như một tòa không trung tòa thành. Luyện thần lô nắp lò bay lên, từng đoàn màu đen hỏa diễm chút xuống, hóa thành một đầu to lớn hắc long, tại phương viên 10 dặm gào thét xoay quanh một vòng, bốn phía lần nữa biến thành đất khô cằn. A, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tịch Diệt chi hỏa nhiệt độ quá cao, hỏa diễm thẩm thấu tiến vào bọn hắn thần thuẫn bên trong, để bọn hắn nhục thể bốc lên khói đen, để bọn hắn huyết dịch sôi trào, để bọn hắn nguyên lực nhiễu loạn, vô số người thần thuẫn cũng trong nháy mắt vỡ tan, thân thể giấy lên hừng hực liệt hỏa, phương viên 10 dặm võ giả toàn bộ bị đốt diệt. Không, không, Mạnh Nông thoát đi có ngàn trượng xa, nhưng điểm ấy khoảng cách không có tác dụng gì, Tịch Diệt chi hỏa vừa xuất hiện, hắn nguyên lực lập tức nhiễu loạn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần thuẫn bị đốt phá, sau đó thân thể giấy lên hừng hực liệt hỏa. Cái này, Hỏa Viêm tốt hơn hắn một chút, Hỏa Viêm bản thân cũng là ngoạn hỏa, đối lửa có một ít sức miễn dịch. Đáng tiếc hắn ngoạn hỏa cấp bậc không đủ cao, hắn nguyên lực đồng dạng nhiễu loạn, thần thuẫn kiên trì thời gian 3 cái hô hấp sau bạo liệt. Để Giang Dật có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Hỏa Viêm thần thuẫn bạo liệt về sau, thân thể thế mà không có bị đốt diệt, mà là tại cắn răng kiên trì. Hưu, Mạnh Nông đã chết, Giang Dật cũng không quan tâm giết nhiều một cái, hắn một tay đánh ra cương phong, ngưng tụ hai thanh cương phong chi nhận gào thét mà đi. Hỏa Viêm lần này không chống nổi, bên ngoài cơ thể hỏa hồng sắc chiến giáp tầng tầng bạo liệt, cuối cùng thân thể cũng bị xoắn thành huyết vụ. Suy suy, tịch diệt chi hỏa quá bá đạo, phương viên trăm dặm băng tuyết toàn bộ hòa tan, trong trắng phạm vi hơi nước cuồn cuộn mà lên, để phen này thiên địa đều biến thành vụ hải, dị thường hùng vĩ. TT, nơi xa ngoài mấy chục dặm Ải Nhân Sơn hạ vô số đại quân bị sợ choáng váng, cứ việc khoảng cách xa như vậy, bọn hắn đều có thể cảm nhận được bên này sóng nhiệt. Bọn hắn nhìn xem bốn phía nhanh chóng hòa tan băng tuyết, nhìn qua đằng không mà lên hơi nước, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Tự liền ngay tại khai chiến Đường Đao tộc cùng Ải Nhân tộc cũng ngừng lại, toàn bộ ánh mắt khóa chặt đông bắc bên cạnh. Tình huống như thế nào? Tào Đoạn Thiên có một loại dự cảm không tốt, Mạnh Nông lúc công kích bên kia truyền đến kịch liệt chấn động, hắn đã biết rõ Giang Dật xuất hiện, những cái kia bán thần đều đã động thủ. Hắn không hiểu là, mấy đại bán thần liên thủ, không có miểu sát Giang Dật, vì sao còn náo ra lớn như vậy động tĩnh? Ca, đã xảy ra chuyện gì? Tào Thệ Thủy một bộ váy trắng, theo trong đại doanh băng băng mà tới, giờ phút này sương mù trùng thiên, để nàng thấy như ẩn như hiện, tựa như một cái trích tiên hạ phàm. Tào Đoạn Thiên nhìn nàng một chút, miễn cưỡng cười nói, không có gì, coi như xảy ra chuyện, cũng là Giang Dật xảy ra chuyện, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết hết đây là cái gì hỏa diễm Mạnh Nông đều gánh không được hai hơi thời gian. Giang Dật phía dưới hơn 2000 trượng lòng đất, Đường Đao dò xét đến phía trên tình huống dọa đến đôi mắt co rụt lại, cho dù ở lòng đất hơn 2000 trượng hắn đồng dạng cảm giác huyết dịch đang sôi trào, thân thể bốc cháy lên, nguyên lực còn hơi có chút nhiễu loạn. Hắn chiến lực tại Tuyết Vực xếp hạng thứ 3, lực công kích dị thường hung tàn, tốc độ của hắn phi thường khủng bố, nhưng hắn có một cái nhược điểm, phòng ngự của hắn không thể so với Mạnh Nông mạnh mẽ quá nhiều, sở dĩ vừa rồi hắn nếu là ở phía trên, khẳng định cũng sẽ thiêu cháy thành tro bụi. Trốn, hắn đôi mắt nhất chuyển cũng không do dự quá lâu, Giang Dật là Đông Hoàng Đại Lục người, hắn đến Tuyết Vực quấy rối, lần này còn diệt sát 3 tên bán thần, việc này khẳng định sẽ kinh động Thiên Ẩn Tông. Thiên Ẩn Tông Thánh Hậu khẳng định sẽ ra mặt đối phó, coi như Thánh Hậu không ra mặt, không phải còn có tự xưng là Tuyết Vực người thứ 2 Tào lão quái sao. Suy suy, hắn bắn ra phong nhận, xoắn nát phía trước bùn đất, nhanh chóng hướng Ải Nhân Sơn nhanh chóng hướng về đi. Dữ dội, dưới mặt đất chỗ càng sâu ma thần cũng mộng, Giang Dật tiểu tử này tại Phật Sơn diệt 5 cái rưỡi thần, tới Tuyết Vực lại xử lý 3 cái tiểu tử này quả nhiên là sát tinh a. Hắn vì sao trước kia không trực tiếp bên trên Ải Nhân Sơn, còn muốn khiến cho phức tạp như vậy, để cho mình lạc vào hiểm địa. Ma thần không biết Giang Dật trước kia không có tinh thần chi lực, căn bản không khởi động được luyện thần lô, sở dĩ rất là nghi hoặc. Không bằng hắn cái này tia nghi hoặc rất nhanh chuyển biến thành chấn kinh, cảm nhận được dưới mặt đất một thân ảnh như cuồng long hướng lên trên mặt phóng đi, hắn thần thức vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ khóa chặt Giang Dật, trầm hống nói tiểu tử, nhanh độn thiên, Tào lão quái đến rồi. Trốn, Giang Dật vừa mới thu hồi luyện thần lô, nghe được ma thần truyền âm sắc mặt đột biến, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ xé rách hư không độn thiên mà đi. Nhưng mà, dưới mặt đất truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, tiếp lấy mặt đất kịch liệt chấn động, tựa như phát sinh động đất. Giang Dật vừa rồi chỗ dưới mặt đất đất đá đột nhiên bạo liệt, một cái đại thủ ấn gào thét mà ra nện ở trong hư không, mới vừa tiến vào vết nứt không gian Giang Dật bị sống sờ sờ chấn động mà ra. Chương 1045, Thánh Hậu. Giang Dật đi qua Phục Hổ Sơn, nhưng chưa từng gặp qua Tào Bội Văn. Hắn bị người theo trong hư không chấn động ra, một chút khóa chặt phía dưới mặt đất bắn ra một cái lão giả, lập tức kết luận đây chính là Tào Bội Văn. Đây là một cái giả đến nhìn lúc nào cũng có thể sẽ gần đất xa trời lão giả, một bộ da đều là nếp uốn, một đôi lão thủ cũng gầy đến da bọc xương, hai đầu mày trắng đi chỗ không sai biệt lắm, cái cằm râu trắng cũng rất là thưa thớt. Để Giang Dật ấn tượng khắc sâu nhất chính là Tào Bội Văn ánh mắt kia không có nửa điểm đục ngầu, ngược lại sắc bén vô cùng, như dao nhìn thấy người con mắt nhói nhói, không dám nhìn thẳng. Cái kia chính là đại địa chi thuẫn sao? Giang Dật nhìn lướt qua Tào lão quái thân thể bên ngoài thần thuẫn, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lạ thường địa phương. Duy nhất khác biệt, hắn cái này thần thuẫn là màu vàng đất, tựa như năm đó Doãn Nhược Băng thị nữ Hạnh tỷ, bất quá Hạnh tỷ dựa vào là một kiện bảo vật, đây chính là thật sự thần thuẫn. Tào Bội Văn phá đất mà lên về sau, cũng không có động thủ, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú Giang Dật nói, ha ha, Giang Dật, người đại náo Tuyết Vực, chu diệt nhiều người như vậy, còn diệt 3 cái bán thần, nghĩ vỗ mông đi khỏi ngươi lại còn coi chúng ta Tuyết Vực không ai. Giang Dật không có chạy trốn, đối mặt như thế cấp bậc cường giả trốn cũng trốn không thoát, bát tinh cường giả hắn giết không chết, đừng nói hắn không có tinh thần chi lực, cho dù có thể phóng thích tịch diệt chi hỏa khẳng định cũng đốt không chết Tào Bội Văn. Hắn lau khóe miệng tiên huyết, hít hai cái cả giận, Tào tông chủ, ta chưa bao giờ xem nhẹ anh hùng thiên hạ, cũng chưa từng cho là mình mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, Tuyết này vực ta cả một đời đều không muốn tới, ta cũng không muốn giết một binh một người. Ha ha ha, Tào Bội Văn ngửa mặt lên trời cười như điên, lắc đầu nói, vấn đề là ngươi đã đến, còn giết người, mỗi người đều hẳn là vì chính mình làm sự tình phụ trách, vì mình phạm sai lầm trả giá đắt, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Dật gật đầu nói, ngươi nói không sai, đã giết Tuyết Vực người, bị các ngươi giết chết cũng là bình thường. Tào Tông chủ động thủ đi, có thể chết ở Tuyết Vực người thứ hai trên tay, cũng là Giang mỗ vinh hạnh. Không tệ, không tệ, là tên hán tử. Mặc dù là địch nhân, Tào Bội Văn đồng dạng đối với Giang Dật khí độ có chút thưởng thức, hắn một mực tại xem Giang Dật con mắt, một người con mắt là không lừa được người, Giang Dật nói lời đều là xuất từ bản tâm, không có bất kỳ cái gì kiểu làm. Hắn lập tức thoáng cái, đột nhiên có một tia ái tài chi tâm, hắn là bán thần không sai, bán thần thọ nguyên rất dài, nhưng hắn lúc tuổi còn trẻ hắn thụ một lần trọng thương, không có kịp thời an dưỡng đả thương nguyên khí, cho nên ra lệnh cho không lâu vậy. Hắn dừng một chút mở miệng nói, Giang Dật, chúng ta làm giao dịch như thế nào, ngươi gia nhập chúng ta Phục Hổ Tông, cho chúng ta Phục Hổ Tông hiệu lực 50 năm, ta tha cho ngươi một mảng, cũng toàn lực bảo trụ ngươi. Ngươi giao ra hồn ấn cho Đoạn Thiên, ta có thể để hắn phát thệ, 50 năm sau trả lại ngươi tự do. Ha 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 ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười rất làm càn, còn cần nguyên lực dao động, vang vọng phương viên hơn 10 dặm, hắn cười lạnh quát to, để cho ta cho Tào Đoạn Thiên làm nô tào thất phu, ta một mực còn cảm thấy ngươi là nhân vật, không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn, ngươi cảm thấy Tào Đoạn Thiên có tư cách này. Bá bá bá, Giang Dật thanh âm rất lớn, xa xa Tào Đoạn Thiên cùng Phục Hổ Tông trưởng lão toàn bộ sắc mặt biến đổi, Giang Dật trong lời nói xem thường chi ý quá rõ ràng, đường đường Phục Hổ Tông thiếu tộc trưởng, Tuyết Vực đệ nhất công tử tại Giang Dật trong mắt tựa hồ liền chả là cái cóc khô gì. Bất quá mọi người nghe được câu này, ngược lại là có chút an tâm, Tào Bội Văn xuất thủ, Giang Dật nhất định vẫn lạc tại Tuyết Vực. Ừ, Tào Bội Văn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, sắp chết đến nơi còn như thế ngông cuồng, miệng ra uế nói, hắn lạnh giọng nói ra, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, ta lão phu chỉ có tiễn ngươi lên đường. Ông, Giang Dật trên thân bạch quang lóe lên, nhanh chóng biến thành chính mình ban đầu bộ dáng, mái tóc màu đen cũng thay đổi thành tóc đỏ, hắn trên mặt tuấn tú hoàn toàn trắng bệch, trong mắt cũng lộ ra giải thoát chi sắc, chết có lẽ cũng là một loại kết cục. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương Bắc, nội tâm có chút tiếc nuối, trước khi chết nếu là có thể lại nhìn Tô Như Tuyết một chút thật là đến cỡ nào tốt. Hưu, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, năm đạo nhân ảnh đối gió đêm bay tới, các nàng chân ngọc trên mặt đất một điểm, thân thể tựu lướt qua hơn 10 trượng, các nàng thân ảnh mơ hồ cũng rất nhanh tại Giang Dật trong tầm mắt ngưng hiện. Như Tuyết, Giang Dật nỉ non một tiếng, coi là trước khi chết xuất hiện ảo giác, hắn dụi dụi con mắt lúc này mới tỉnh ngộ lại, khóe miệng lập tức rào rạt ra đầy đủ mỉm cười. Hắn vừa mới chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng thần thức đảo qua đi quát khẽ nói, Như Tuyết, Ngũ trưởng lão đừng tới đây. Hắn giết nhiều người như vậy, Phục Hổ Tông ít nhất giết hơn 1 vạn người, hôm nay còn làm đi 3 cái bán thần, Tào Bội Văn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Coi như Ngũ trưởng lão ra mặt, hắn khẳng định cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào, bằng không hắn Tào Bội Văn cũng không cần tại Tuyết Vực lăn lộn. Cho nên bọn họ tới, không chỉ có cứu không được hắn, còn có thể bị làm tức giận Tào Bội Văn, bị tai bay vạ gió, Giang Dật chính mình cũng không muốn nhìn thấy mình bị giết hình dạng để Tô Như Tuyết nhìn thấy. Hưu, Ngũ trưởng lão tựa như không có nghe được Giang Dật, mang theo Tô Như Tuyết 4 người bồng bềnh mà tới, các nàng tại ngoài mấy trăm trượng một tòa tiểu trên gò núi đứng thẳng, Ngũ trưởng lão ánh mắt không có xem Giang Dật, mà là nhìn qua Tào Bội Văn nói, gặp qua Tào tông chủ. Tào Bội Văn khẽ vuốt cằm, mặt không chút thay đổi nói, Ngũ trưởng lão dẫn người đến đây, ý muốn như thế nào? Ngũ trưởng lão cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, hôm nay tới đây không vì cái gì khác, chỉ vì Giang Dật, hy vọng Tào tông chủ nể tình ta, phóng Giang Dật một đầu sinh lộ, ta cam đoan hắn về sau tuyệt đối sẽ lại cùng Phục Hổ Tông là địch. Ha ha ha, Tào Bội Văn cười ha hả, tựa như nghe được trên thế giới này nhất nghe tốt chê cười, hắn đùa cợt nói ra, Ngũ trưởng lão, ngươi hẳn là bị hóa điên không thành, người này ngươi cũng nghĩ bảo vệ chúng ta Phục Hổ Tông bị hắn giết hơn 1 vạn tộc nhân, Tuyết Vực bị hắn huyên náo long trời lở đất, Khâu Sơn Hỏa Viêm Mạnh Nông cũng bị hắn giết. Ngươi nói muốn bảo vệ liền có thể bảo vệ, ngươi cũng không hỏi xem Tuyết Vực ngàn tộc có đáp ứng hay không, mặt mũi của ngươi có lớn như vậy sao? Tiểu Ngũ mặt mũi không có lớn như vậy, bản hậu mặt mũi có hay không lớn như vậy? Một đạo nhu nhu giọng nữ theo đột ngột hư không bên trên truyền đến, thanh âm này rất là phiêu miểu, tựa như tự cửu thiên chi thượng truyền đến, thanh âm này cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, vang vọng phương viên trăm dặm, tự liền Tào Đoạn Thiên bọn người nghe được rõ ràng. Bá bá bá, vô số người khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, Tào Bội Văn sắc mặt cũng thay đổi, rất nhiều đại tộc tộc trưởng cùng dưới mặt đất Đường Đao cùng Ma Thần thay đổi cả sắc mặt. Tào Thệ Thủy nhìn thấy Tào Đoạn Thiên cùng Phục Hổ Tông trưởng lão mặt bên trên đều là chấn kinh cùng nổi giận, không nhịn được nghi ngờ hỏi ca, nàng là ai a? Tào Đoạn Thiên nhãn bên trong hiện lên một tia bi phẫn, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ Thánh Hậu. A, Tào Thệ Thủy một tấm gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, đầu nhỏ của nàng bên trong rất nhanh hiện lên vô số nghi vấn. Thánh Hậu tự nhiên là Thiên Ẩn Tông tông chủ, Tuyết Vực vua không ngai. Làm Tuyết Vực chi chủ, Thiên Ẩn Tông một mực dùng thủ hộ Tuyết Vực làm nhiệm vụ của mình. Trong lịch sử có rất nhiều ngoại địch xâm lấn đều là Thiên Ẩn Tông xuất lĩnh Tuyết Vực tộc nhân cộng đồng đánh lui. Thiên Ẩn Tông tại Tuyết Vực tộc nhân trong lòng cũng có Thánh Tông danh xưng. Thiên Ẩn Tông gần như không nhúng tay vào Tuyết Vực phân tranh, chỉ cần không chọc giận các nàng bất cứ chuyện gì đều không rảnh để ý. Thiên Ẩn Tông đột nhiên vi phạm với bọn hắn tổ huấn nhúng tay Tuyết Vực sự vụ, đồng thời Thánh Hậu tự mình ra mặt, muốn bảo vệ vẫn là một ngoại nhân, một cái huyên náo Tuyết Vực long trời lở đất Tuyết Vực công địch, người nói mọi người làm sao không khiếp sợ, làm sao không bi phẫn. Giang Dật đến cùng là ai? Tào Thệ Thủy trong đầu hiển hiện một cái lớn mật suy nghĩ, chẳng lẽ Giang Dật là Thánh Hậu con riêng, nếu không Thánh Hậu làm sao lại không để ý Tuyết Vực kêu ca cùng tổ huấn, mạo muội ra mặt bảo vệ hắn. Chương 1046, Diệt Ma Ấn. Giang Dật tự nhiên không thể nào là Thánh Hậu con riêng, Thánh Hậu theo tính được, niên kỷ cũng không nhỏ, ít nhất có hơn 80 tuổi, làm Giang Dật bà cũng đủ. Tào Thệ Thủy không nghĩ ra, Tào Bội Văn Đường Đao Ma Thần mấy người cũng không nghĩ ra, Giang Dật chính mình càng nghĩ không thông. Đến Tuyết Vực trước đó, hắn còn không biết Thiên Ẩn Tông, chỉ là theo Phật Sơn mặt phía bắc hồ nhỏ cái kia lão giả thần bí trong miệng biết được, lúc trước hắn cũng chưa từng gặp qua Thiên Ẩn Tông đệ tử, duy nhất nhận biết chỉ có Ngũ Trưởng Lão cùng ba vị thánh nữ. Lần trước hắn đi Thánh Sơn, muốn cầu kiến Thiên Ẩn Tông tông chủ, kết quả ăn một cái bế môn canh, có thể thấy được Thiên Ẩn Tông tông chủ Thánh Hậu cũng không chào đón hắn, hoặc là nói căn bản cũng không có để ý qua hắn. Giờ phút này hắn huyên náo Tuyết Vực long trời lở đất, giết Tuyết Vực nhiều người như vậy, Thánh Hậu ngược lại ra mặt chính miệng muốn bảo vệ hắn. Cái này, không hợp logic, ha ha, Tào Bội Văn tự diệu âm thanh, đem Giang Dật suy nghĩ kéo lại, Tào lão quái hướng không trung chắp tay nói, Tào Bội Văn gặp qua Thánh Hậu, mặt mũi của ngươi tự nhiên đủ lớn, lão phu cũng không dám không nể mặt ngươi, bất quá. Thánh Hậu nếu không cho cái giải thích, lão phu không phục. Tào Bội Văn câu nói sau cùng là dùng nguyên lực dao động, vang vọng phương viên trăm dặm, phụ cận tất cả mọi người nghe được. Rất nhiều trên mặt người mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng nội tâm ẩn ẩn có chút khó chịu, Thánh Hậu việc này hoàn toàn chính xác làm không chính cống, như Giang Dật là Tuyết Vực bên trong người, có lẽ mọi người hội càng thêm dễ dàng tiếp nhận một chút. Vô số ánh mắt nhìn về phía hư không bên trên, tựa hồ Thánh Hậu tự ẩn thân trong hư không bọn hắn có thể trông thấy. Giang Dật ánh mắt cũng nhìn về phía trên không, thần thức đảo qua, lại không phát hiện chút gì. Ngươi không phục, Thánh Hậu thanh âm vang lên, thanh âm rất là mềm mại đáng yêu, theo lý thuyết nàng hẳn là có hơn 80 tuổi, thanh âm lại cũng không lộ ra vẻ già nua, nàng câu kế tiếp truyền đến để toàn trường xô trào, ngươi không phục lại như thế nào, bản hậu hôm nay chính là muốn mang đi hắn, không phục ngươi có thể xuất thủ. Soạt, phương viên trăm dặm đồng thời vang lên một mảnh xôn xao âm thanh, tựa như náo nhiệt phiên chợ ném vào một cái tạc đạn vỡ tổ, Đường Đao cùng Ma Thần mộc, Giang Dật đầy mắt kinh ngạc, chỉ có Ngũ Trưởng Lão cùng các vị thánh nữ mặt không đổi sắc, Ngũ Trưởng Lão khóe miệng ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt đùa cợt. Phốc, Tào Bội Văn một cái lão huyết phun ra, hắn đời này còn không có nhận qua như thế khuất nhục, cũng không có bị người như thế khi nhục qua, hắn thân là Tuyết Vực người thứ hai, ai nhìn thấy hắn không phải rất cung kính, vẫn luôn là hắn áp người khác, lúc nào bị người như thế vượt trên. Tiểu Ngũ, dẫn người đi, Thánh Hậu không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm truyền đến, Ngũ Trưởng Lão thân thể bay vọt mà đến, một tay bắt lấy Giang Dật bả vai liền muốn mang theo rời đi, Tào Bội Văn thân thể run lên đỏ ngầu cả mắt, râu ria càng là tức giận đến bay lên. Chậm đã, môi hắn nhuyễn động mấy lần, cắn răng quát khẽ một tiếng, nhưng Ngũ Trưởng Lão chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục mang theo Giang Dật hướng nơi xa bay đi. Tào Bội Văn một gương mặt mo hoàn toàn méo mó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, trong tay lấp lánh ra bạch quang, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một chưởng, muốn lưu lại Ngũ Trưởng Lão cùng Giang Dật. Hừ, Thánh Hậu tiếng hừ lạnh vang lên, tiếp lấy Cửu Thiên chi thượng phong vân biến sắc, một cái Kình Thiên đại thủ ấn ngưng tụ mà thành, tay kia ấn khoảng chừng 300 trượng đại, phía trên lại có ánh sáng chín màu, thủ ấn vừa ra tất cả mọi người cảm giác trái tim run lên, linh hồn chấn động, vô số cấp thấp võ giả bị thủ ấn bên trên khí thế cường đại trực tiếp chân áp đến quỳ trên mặt đất. Cửu Tinh đạo văn, Diệt Ma Ấn, lão tổ tông. Tào Đoạn Thiên bạo hống, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt không thôi, bên cạnh Phục Hổ Tông trưởng lão bọn họ dọa đến trên mặt không có một tia huyết sắc, rất nhiều người bờ môi đều đang run rẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Suy suy, chín màu Kình Thiên đại thủ ấn ầm vang mà xuống, đem Tào Bội Văn đánh ra thủ ấn trực tiếp yên diệt, đại thủ ấn kia gào thét mà xuống trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp tùy theo giáng lâm, đem phương viên trăm dặm tất cả mọi người ép tới quỳ trên mặt đất, rất nhiều trong đám người bẩn còn bị chấn thương, trong miệng tiên huyết tuôn trào ra. Oanh, kình thiên đại thủ ấn không có nửa khắc chần chờ dừng lại, ầm vang chấn áp mà xuống, phạm vi ngàn dặm mặt đất kịch liệt run lên, Tào Bội Văn vị trí khu vực xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn hố sâu bốn phía mặt đất từng đầu khe hở còn hướng nơi xa dọc theo mà đi, trọn vẹn dọc theo trăm dặm mới ngừng lại được. Phụ cận tất cả mọi người tại thời khắc này cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, coi như Đường Đao cùng Ma Thần cũng không ngoại lệ. TT, Đường Đao cùng Ma Thần gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là Đường Đao càng là nội tâm kinh hãi vạn phần. Nguyên bản hắn cho là hắn lực công kích rất mạnh mẽ, cũng không so Thánh Hậu chênh lệch quá xa, hắn mới phát hiện kém xa, Cửu Tinh đạo văn quá kinh khủng, lần này rất rõ ràng Thánh Hậu lưu thủ, nếu không lực phá hoại khẳng định hội lớn hơn. Thánh Hậu hoàn toàn chính xác lưu thủ, bởi vì Tào Bội Văn vẫn lấy làm kiêu ngạo Bát Tinh đạo văn Đại Địa Chi Thuẫn lại phá, tại Đại Địa Chi Thuẫn vỡ tan trong nháy mắt đó, cái kia kình thiên đại thủ ấn cũng đã biến mất, nếu không Tào Bội Văn giờ phút này tuyệt đối tan xương nát thịt. Mặc dù như thế, Tào Bội Văn cả người xương cốt vẫn là bị đánh gãy, toàn thân như không có xương cốt bỏ sát ngã trên mặt đất, toàn thân đều là tiên huyết, một gương mặt mo bên trên đều là đánh bại cùng tự diễu. Đây chính là Cửu Tinh cường giả chịu uy. Giang Dật không có bị nửa điểm uy áp, hắn cùng Ngũ Trưởng Lão cùng Tô Như Tuyết bọn người không có nửa điểm sự tình, nhưng ở đại thủ ấn kia vỗ xuống thời khắc, Giang Dật vẫn là cảm giác được linh hồn thật sâu bị chấn động. Cửu Tinh cường giả hắn gặp qua, Ngao Lư liền là Cửu Tinh, không bằng hắn không có nhìn qua Cửu Tinh cường giả xuất thủ. Giờ phút này nhìn phía xa cái kia nhìn không thấy đáy hố to, nhìn xem bờ hố vô số dọc theo đi ngoài trăm dặm khe hở, toàn thân hắn cơ bắp đều căng thẳng, hô hấp đều tựa hồ đình chỉ, trong đầu chỉ có vừa rồi kình thiên đại thủ ấn vỗ xuống một màn kia, loại kia vô thượng phách tuyệt cùng uy thế. Một trường này ai có thể chống đỡ được? Hắn thần thức tại cả người xương cốt bị chấn đoạn, như một đầu giòi bọ trên mặt đất bò Tào Bội Văn, trong đầu hiển hiện dạng này một cái nghi vấn. Không cần đi suy nghĩ nhiều, đoán chừng ngoại trừ Cửu Tinh cường giả bên ngoài, không ai ngăn nổi. Bắc Đế Võ Thương cũng là Cửu Tinh cường giả, không biết công kích của hắn sẽ có cỡ nào kinh khủng. Giang Dật khe khẽ thở dài, muốn thay Giang Biệt Ly báo thù, xem ra hắn muốn đi đường còn rất dài a, Cửu Tinh cường giả kia là người có thể giết chết sao? 70 vạn năm qua, Thiên Ẩn Tông là Tuyết Vực bỏ ra bao nhiêu là Tuyết Vực khu trục diệt sát bao nhiêu địch tới đánh, không có Thiên Ẩn Tông còn có hôm nay Tuyết Vực sao? Thánh Hậu không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm vang lên lần nữa, phụ cận ngàn dặm tất cả mọi người khẽ giật mình, lần nữa đưa ánh mắt về phía hư không bên trên, Thánh Hậu thanh âm cũng tiếp tục truyền đến, chúng ta Thiên Ẩn Tông không nhúng tay vào Tuyết Vực phân tranh, đó là chúng ta tổ huấn, cũng không phải là các ngươi không cho nhúng tay, liền không thể nhúng tay. Bản Hậu làm việc tự nhiên có bản Hậu đạo lý, ta có thể cho các ngươi giải thích, cũng có thể không cho. Thiên Ẩn Tông tôn nghiêm không cho bất luận kẻ nào khiêu khích, người Tào Bội Văn cũng không được. Chuyện này ngày sau bản Hậu sẽ cho các ngươi giải thích, nhưng... Không được, chương 1047, bản Hậu đều có thể cho ngươi. Ải Nhân Sơn sự tình bị Thánh Hậu một cái diệt ma ấn kết thúc, bốn tộc cũng không dám tiếp tục công kích, những cái kia ý đồ chiếm cứ Ải Nhân Sơn đại tộc lại không dám động, nhao nhao rút quân. Đương nhiên, Khâu Sơn bị Giang Dật xử lý, Ải Nhân tộc đại quân bị giết đến không sai biệt lắm, Ải Nhân Sơn khẳng định là giữ không được. Bọn hắn nếu là còn tiếp tục tử thủ Ải Nhân Sơn, tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thần sơn quá mê người, chắc chắn sẽ có đại tộc nhịn không được tham niệm. Tào Bội Văn bị nhấc trở về, mặc dù điểm ấy thương thế đối với bán thần tới nói cũng không tính cái gì, an dưỡng nửa tháng liền có thể khôi phục, nhưng lần này Thánh Hậu cho Tào lão quái nội tâm mang tới thương tích, đời này sợ là không cách nào khép lại. Thế hệ này Thánh Hậu một mực rất điệu thấp, cũng rất ít ra Tuyết Vực tộc nhân trước mặt, Tào Bội Văn bọn hắn mặc dù đã gặp mấy lần, nhưng đều chưa từng có thêm trò chuyện. Tại Tào Bội Văn bọn người trong lòng, thế hệ này Thánh Hậu là một tính cách ôn hòa, cũng không phải là rất khó tiếp xúc người. Nhưng cái này một cái diệt ma ấn để sở hữu đại tộc tộc trưởng cùng Tuyết Vực cường giả đối nàng ấn tượng đổi cái nhìn, Thánh Hậu cường thế cùng bá đạo, cũng làm cho hôm đó người ở chỗ này lưu lại khó có thể không bao giờ nhạt phai. Rất nhiều người cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn một mực quá khinh thị Thiên Ẩn Tông điệu thấp để tất cả mọi người quên đi các nàng cường đại. Chính như Thánh Hậu nói tới các nàng không nhúng tay vào Tuyết Vực phân tranh, kia là các nàng tổ huấn, cũng không phải là ngoại nhân không cho nhúng tay, các nàng liền không thể nhúng tay. Tất cả mọi người khắc sâu ý thức được, Tuyết này vực chi chủ vĩnh viễn chỉ có thể là Thiên Ẩn Tông. Các nàng tựa như một cái ngủ say hùng sư, một khi bị làm tức giận mở to mắt, bất kỳ cái gì dám khiêu khích các nàng người, đều sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Đồng dạng, vô số nghi vấn cũng phủ Tuyết Vực con dân trong lòng. bất luận kẻ nào làm việc đều sẽ hữu duyên bởi, Thánh Hậu xuất thủ khẳng định cũng có nguyên nhân, nàng nói về sau sẽ cho đại gia giải thích, đây càng để đại gia không nghĩ ra, Giang Dật đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ, để Thánh Hậu không tiếc phá vỡ mọi người đối nàng ấn tượng và hảo cảm, cũng muốn cưỡng ép xuất thủ. Tuyết Vực con dân không nghĩ ra, Giang Dật cũng nghĩ không thông. Hắn bị Ngũ trưởng lão cùng 4 vị thánh nữ mang đến Thánh Sơn, sau đó truyền tống đi một cái thế ngoại đào nguyên, cuối cùng hắn được an bài tại trong một cái viện, Ngũ trưởng lão để hắn tại đây đợi, Thánh Hậu hội triệu kiến hắn. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua phía ngoài một mảnh đào hoa lâm, nhìn qua nơi xa bầu trời xanh thẳm, càng không rõ ràng, nơi này chẳng lẽ không phải Tuyết Vực, nếu không vì sao nơi này bầu trời là xanh thẳm cũng không có một hơi khí lạnh, cùng nhau đi tới hắn còn chứng kiến vô số cây xanh hoa hồng, cái này tại Tuyết Vực là không thể nào xuất hiện cảnh sắc. Chẳng lẽ nơi này cùng luyện ngục phế thích đồng dạng, là một cái đặc biệt không gian, một cái bí cảnh. Giang Dật đứng lên, hai tay bắt lấy dưới cửa điêu lan, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài tỏa ra đóa hoa sững sờ xuất thần. Chuyện khác không nghĩ ra thì cũng thôi đi, điểm trọng yếu nhất Thánh Hậu đã đều không để ý Tuyết Vực con dân nghĩ như thế nào, ngày đó Ẩn Tông vì sao không trực tiếp diệt Ải Nhân tộc, còn muốn hắn phế cái gì sức lực. Giang Dật cảm giác mình bị đùa nghịch, Thiên Ẩn Tông rõ ràng có thể nhẹ nhõm hủy diệt Ải Nhân tộc, lại lượn quanh một vòng tròn lớn, để hắn một cái nho nhỏ thiên quân đi vắt hết óc hủy diệt một cái cường đại chủng tộc, đi đánh giết một cái bán thần, kết quả là các nàng vẫn là xuất thủ, ảnh hưởng ngược lại ác liệt hơn. Các nàng làm như vậy rõ ràng được không bù mất, các nàng tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ là nhìn xem hắn bên trên nhảy xuống vọt chơi rất vui, thậm chí giờ phút này. Giang Dật cũng hoài nghi Ngũ trưởng lão nói cho Tô Như Tuyết khôi phục ký ức, giải trừ đối tẩy hồn trị ỷ lại phải hao phí to lớn đại giới, còn muốn Thánh Hậu phế bỏ một thân tu vi, đây đều là giả. Thế nhưng là vì cái gì? Thiên Ẩn Tông vì sao muốn lừa gạt mình? Các nàng làm như vậy có chỗ tốt gì? Rất nhiều không nghĩ ra, Giang Dật cảm giác đầu mấy cái đại, hắn dứt khoát không nghĩ, chờ đợi Thánh Hậu triệu kiến trực tiếp hỏi nàng liền tốt. Thánh Hậu không có lập tức triệu kiến hắn, Ngũ trưởng lão cũng chưa từng xuất hiện, Tô Như Tuyết càng là trở về Thiên Ẩn Tông sau đã không thấy tăm hơi người. Trên đường Giang Dật muốn cùng nàng nói vài lời, Tô Như Tuyết một mực lạnh băng băng, một câu không chịu nhiều lời. Trước chữa thương đi, đợi một hồi, sắc trời đen, Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xếp bằng, nuốt 2 cái thuốc chữa thương ngồi xếp bằng chữa thương, trên đường mấy ngày, thương thế của hắn khôi phục một chút, nhưng còn không có khỏi hẳn. Chữa thương một đêm, hừng đông thời gian hắn tỉnh lại, mở rộng thân thể một cái, hắn cảm giác thương thế đã khá nhiều, chí ít hành tẩu sẽ không khiên động vết thương. Xa, bên ngoài vang lên 2 đạo tiếng bước chân, tiếp lấy 2 tên nữ tử áo trắng đi đến, bưng lấy một thân bạch bào, cúi người sau khi hành lễ, một người nói ra: "Công tử, mời trước tắm rửa thay quần áo, trễ chút tông chủ liền muốn triệu kiến." 2 tên nữ tử tuổi không lớn lắm, tư sắc mỹ lệ, khí chất cũng rất đặc biệt. Tựa hồ tiến vào nơi này, mỗi cái nữ tử khí chất đều sẽ tự nhiên biến hóa, trở nên có một tia tiên khí, không dính khói lửa trần gian. 2 tên nữ tử nói xong đi vào bên cạnh một cái phòng cho Giang Dật nhường, chờ Giang Dật sau khi đi vào, 2 người vừa đỏ nghiêm mặt đi ra ngoài, tại cửa ra vào thời điểm đều liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt càng đỏ. Chưa từng thấy nam nhân nha, ngạc nhiên, Giang Dật sờ lên cái mũi, sau đó nhịn không được cười lên, ở chỗ này nam nhân đích thật là hy hữu động vật, Thiên Ẩn Tông đệ tử thế nhưng là cả một đời đều không cho phép lấy chồng, đoán chừng coi như ra ngoài cũng sẽ không cùng nam nhân đi tiếp xúc, đối nam nhân hiếu kỳ cũng là bình thường. Tắm rửa thay quần áo, Giang Dật ăn một điểm bánh ngọt, Ngũ trưởng lão từ bên ngoài đi vào, nhìn thoáng qua Giang Dật nói: "Không tệ, khí sắc tốt hơn nhiều, đi thôi, Thánh Hậu triệu kiến ngươi." Đi theo Ngũ trưởng lão đi ra biệt viện, Giang Dật trước đó một mực trong đầu có việc, cũng không tâm tư đi xem Thiên Ẩn Tông cảnh sắc, giờ phút này mới đưa mắt nhìn bốn phía, xem xét phía dưới bỗng cảm giác tâm thần thanh thản. Thiên Ẩn Tông xây dựng ở một tòa phía trên ngọn núi lớn, đồng phục làm bằng gỗ lầu các, dưới núi có một đầu to lớn dòng sông, đem đại sơn cho vần quanh, giờ phút này là buổi sáng, trên sông bay tới trận trận hơi nước, để cả tòa núi như mộng như ảo, giống như tiên cảnh. Cái kia chính là Tẩy Hồn Trì. Ngũ trưởng lão chỉ về đằng trước quảng trường một tòa cự ao nước lớn nói, Giang Dật quét qua ánh mắt co rụt lại, kia hồ nước cũng không lớn, ở giữa hữu tuyền nước phun ra, nước suối thành màu lam, phía trên có khí lưu lưu chuyển, nhìn một chút đã cảm thấy cái này nước suối không tầm thường. Ngũ trưởng lão ở bên cạnh nói ra: "Ha, nếu không ngươi xuống dưới tắm một cái, cam đoan thân thể ngươi cùng linh hồn đều tăng cường rất nhiều, mặc dù chúng ta Thiên Ẩn Tông chưa từng thu nam đệ tử, bất quá ngươi khẳng định hội ngoại lệ." Không cần, Giang Dật vội vàng khoát tay, nước suối mặc dù đối linh hồn cùng thân thể có rất lớn có ích, nhưng trong suối nước thế nhưng là có độc, một khi dính vào cả một đời cũng liền không có ly khai. Hắn cũng không muốn trở thành cái gì Thiên Ẩn Tông đệ tử, cả một đời vùi ở nơi này, giống như hòa thượng cùng ni cô. Kia đi thôi, Ngũ trưởng lão chế nhạo cười một tiếng, hướng quảng trường phía trước một tòa tương đối lớn lầu các đi đến. Lầu các cửa ra vào có hai tên Thiên Ẩn Tông đệ tử thủ vệ, chính mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Giang Dật, tựa như xem một cái quái vật. Đi vào lầu các, Ngũ trưởng lão mang theo hướng bên trong một đầu hành lang đi đến, hành lang cửa ra vào lại có hai tên nữ tử, đồng dạng xem quái vật nhìn xem hắn. Giang Dật rất là khó chịu tiếp tục tiến lên, cảm giác chính mình tiến vào hoàng đế hậu cung, bên trong đều là một đám dục cầu bất mãn phi tử. 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đi ra cái này lầu các, đến phía sau một hoa viên bên trong, Giang Dật con người cũng thoáng cái phát sáng lên, hậu hoa viên có một cái đình, một cái nhìn không ra niên kỷ phu nhân ngay tại thản nhiên uống trà, bên cạnh còn có hai tên nữ tử ở một bên hầu hạ. Tham kiến Thánh Hậu, Ngũ trưởng lão cúi người hành lễ, Giang Dật vội vàng không dám nhìn nhiều đi theo hành lễ, Thánh Hậu tiếp tục bưng cái chén uống trà, nhìn qua cái đình bên kia một cái hồ nhỏ suy nghĩ xuất thần, con mắt đều không có xem Giang Dật một chút, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Ngũ trưởng lão cùng hai tên thị nữ hành lễ lui xuống, Giang Dật ánh mắt không dám nhìn loạn, quy củ đứng đấy, trầm mặc không nói. Thánh Hậu ngụm nhỏ nhếch nước trà, trọn vẹn uống thời gian một nén nhang, mới xoay đầu lại nhìn xem Giang Dật, thản nhiên nói ra, Giang Dật, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng bản hậu cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta Thiên Ẩn Tông cầm lại Lưu Ly Tháp, ngươi muốn biết, ngươi muốn, bản hậu đều có thể cho ngươi. Chương 1048, rời đi. Lưu Ly Tháp là lần trước Ngũ trưởng lão cùng Giang Dật nói qua Thiên Ẩn Tông thánh vật, bị huyền đế đoạt đi, giờ phút này hẳn là tại Huyền Thần Cung bên trong. Mặc dù Thánh Hậu nói rõ cái gì cũng sẽ không nói với mình, nhưng Giang Dật vẫn hỏi, Thánh Hậu, vì sao các ngươi kết luận ta có thể giúp các ngươi cầm lại Lưu Ly Tháp? Cửu đế đều đi Huyền Thần Sơn, ai cũng vào không được Huyền Thần Cung. Người khác không được, ngươi lại có thể. Vấn đề này Thánh Hậu ngược lại là cũng không dám nói, nàng cười nhạt một cái nói, Ngao Lư là Huyền Thần Cung thủ hộ giả, ngươi có thể cùng Ngao Lư giao hảo, cái này Huyền Thần Cung ta xem cuối cùng rơi vào trong tay ngươi khả năng cực lớn. Ha ha, Thánh Hậu quá để mắt ta Giang Dật. Giang Dật cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút Thánh Hậu, giống như chỉ xem bề ngoài, thật đúng là nhìn không ra cái này Thánh Hậu có hơn 80 tuổi. Nhìn cùng một cái hơn 30 tuổi phu nhân không có khác nhau, làn da như tuyết, trắng nõn có sáng bóng. Tư thái cũng dài lâu, mặc một thân hoa lệ viền bạc váy trắng, nếu không biết rõ nàng niên kỷ chỉ nhìn bề ngoài, đoán chừng rất nhiều nam tử đều sẽ thình thịch tâm động. Thánh Hậu mũi có chút cao, sở dĩ nhìn rất là uy nghi, tựa như một cái cao cao tại thượng đế hậu, ánh mắt của nàng nhìn rất đẹp, trắng đen rõ ràng, tinh khiết đến như một đứa bé, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Giang Dật nhìn thoáng qua về sau, không dám tiếp tục xem, cúi đầu có chút vô lực thở dài, Thánh Hậu hẳn phải biết Giang mỗ một số việc, ta cùng Bắc Đế Vũ gia có thâm cừu đại hận. Nếu ta dám lại bước vào Đông Hoàng Đại Lục, Bắc Đế một khi biết rõ tuyệt đối sẽ tự mình truy sát, ta sợ coi như có thể được đến Lưu Ly Tháp, cũng không có cách nào trả lại cho ngài. Không sao cả, Thánh Hậu bãi xuống tay áo dài nói, tận nhân lực mới chi thiên mạng đi, ngươi không đi làm sao biết ngươi làm không được. Được, Giang Dật gật đầu đáp ứng, nếu ta chết tại Đông Hoàng Đại Lục, mời Thánh Hậu giúp ta chiếu cố cho Như Tuyết. Thánh Hậu hờ hững nói ra, bất luận ngươi sống hay chết, Tô Như Tuyết chỉ cần là ta Thiên Ẩn Tông đệ tử, bản hậu đều sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Hô hô, Giang Dật phun ra hai cái, cắn răng nói ra, Thánh Hậu, ta như đem Lưu Ly Tháp mang về, ngươi nhất định sẽ đem Như Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ta, ta chỉ là khôi phục ký ức, vĩnh viễn không lại ỷ lại tẩy hồn trì Tô Như Tuyết. Không sai, Thánh Hậu nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi có thể mang về Lưu Ly Tháp, bản hậu nhất định còn ngươi một cái hoàn hảo như lúc ban đầu Tô Như Tuyết. Tốt, Giang Dật quát khẽ chắp tay nói, kia mời thánh nữ phái người đem ta đưa ra Thiên Ẩn Tông đi, ta muốn lập tức trở về Đông Hoàng Đại Lục, tiến vào Huyền Thần Cung. Vội vã như vậy, Thánh Hậu trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cũng không biết rõ Ngao Lư tại Huyền Thần Sơn động tay động chân, lập tức thoáng cái nàng lại hỏi, không thấy Tô Như Tuyết một mặt. Không thấy, Giang Dật ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, nhắm mắt nói ra, nàng triệt để quên đi ta, coi như gặp mặt lại có ý nghĩa gì nếu như ta về không được, nàng quên đi chuyện trước kia, đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. Thánh Hậu, Giang Dật cáo từ. Giang Dật nhắm mắt lại hai tay thở dài, dứt khoát quay người rời đi. Ngũ trưởng lão ngay tại bên ngoài chờ lệnh, nàng vung tay lên để hai tên Thiên Ẩn Tông đệ tử mang theo Giang Dật đi truyền tống trận. Đưa mắt nhìn Giang Dật đi ra lầu các, hướng xa xa truyền tống đi đến, Ngũ trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn tâm, bước nhanh hướng về sau viện đi đến bên ngoài đình mới hướng Thánh Hậu chắp tay nói, Thánh Hậu, Giang Dật đi. Nha, Thánh Hậu nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục cúi đầu bưng chén trà khẽ thưởng thức, thần sắc không có một tia ba động. Ngũ trưởng lão đợi một hồi, cắn răng hỏi, Thánh Hậu, người dạng này bức Giang Dật, như hắn thật chết tại Đông Hoàng Đại Lục, vậy phải làm thế nào cho phải? Huyền Thần Sơn tại Đông Hoàng trong Đại Lục ở giữa, dưới núi tựu ở Chiến Đế, Giang Dật dám lên Huyền Thần Sơn rất có thể sẽ kinh động Chiến Đế. Còn có Bắc Đế, Giang Dật diệt Vũ gia 5 cái dưới thần, để Vũ gia mất hết thể diện, chỉ cần Giang Dật thân phận một bại lộ, hắn tuyệt đối ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Ngươi sai, Thánh Hậu đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn qua Ngũ trưởng lão nói, không phải bản hậu buộc hắn, hắn đi ra Thiên Tinh Đại Lục kia một ngày, vận mệnh của hắn đã chú định. Đường là chính hắn chọn, hắn nhất định phải đi đến ngọn nguồn, hoặc là thành công hoặc là vẫn lạc, đây chính là hắn số mệnh. Thế nhưng là, Ngũ trưởng lão cuống lên, vừa định nói cái gì, Thánh Hậu lại bá đạo vung tay lên nói, được rồi, đừng nói nữa, Giang Dật sự tình các ngươi chớ để ý. Nếu như ngay cả điểm ấy tiểu câu tiểu khảm đều không qua được, hắn Giang Dật lại dựa vào cái gì thẳng tới mây xanh? Ai, Ngũ trưởng lão nặng nề thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, nàng rất rõ ràng cái này Thánh Hậu một khi làm xuống quyết định gì, dù ai cũng không cách nào cải biến. Huống hồ Giang Dật đã đi, giờ phút này đoán chừng Độn Thiên rời đi Đông Hoàng Đại Lục, nàng coi như muốn quản cũng xa xôi. Ngũ trưởng lão thối lui ra khỏi lầu các đi ra phía ngoài, muốn xác định thoáng cái Giang Dật phải chăng truyền tống rời đi. Nàng bước nhanh bôn tẩu, rất nhanh đã tới truyền tống trận phụ cận, lại nhìn thấy một cái để nàng rất là ngoài ý muốn thân ảnh. Như Tuyết, người tại cái này làm gì? Trong mắt nàng áy náy lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn qua kinh ngạc đứng tại truyền tống trận phía nam rừng cây nhỏ Tô Như Tuyết, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói tại sao không trở về đi tu luyện a? Ngũ trưởng lão, người kia đi. Tô Như Tuyết như trăng sáng, trên khuôn mặt có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, nàng chỉ vào truyền tống trận nói, ta nhìn thấy hắn vừa rồi truyền tống đi, Ngũ trưởng lão, hắn đến cùng là ai? Hắn nói nhận biết ta nhưng vì sao ta hoàn toàn không nhớ nổi nàng đâu, hắn vì sao luôn luôn dùng cái loại ánh mắt này nhìn qua ta, vì sao hắn rời đi, ta hội cảm giác rất khó chịu đâu, đứa nhỏ ngốc. Ngũ trưởng lão mặt nghiêm túc thoáng cái hòa hoãn lại, trong mắt đều là thương tiếc, nàng đi qua giữ chặt Tô Như Tuyết tay, nói, khác đừng khó chịu, nghe ta, cố gắng đi tu luyện đi, chậm nhất 3 năm giống như hắn có thể trở về, ngươi liền sẽ biết rõ hắn là ai. Nha, Tô Như Tuyết nhẹ giọng đáp, ngoan ngoãn hướng nơi xa một tòa lầu các đi đến, nàng đi lại rất là nhẹ nhàng, nhưng mỹ lệ trên bóng lưng, lại có một tia làm sao đều che giấu không được cô đơn. Truyền tống tới Thánh Sơn mà lại truyền tống thời gian cũng không lâu, xem ra Thiên Ẩn Tông hoàn toàn chính xác tại một cái bí cảnh bên trong là một cái cùng loại luyện ngục phế tích kỳ dị không gian. Giang Dật bị truyền tống ra, nhìn lướt qua thấy là Thánh Sơn sau âm thầm gật đầu. Hắn đoán sai không sai, Thiên Ẩn Tông chỗ không gian hẳn là dùng một loại cường đại thần thông ngưng tạo mà ra, mà lại ngay tại Thánh Sơn chi bắc. Bất quá nếu không phải truyền tống vào đi, có lẽ cả một đời cũng không tìm tới Thiên Ẩn Tông. Đi, hắn nhìn lướt qua trên Thánh Sơn Thiên Ẩn Tông đệ tử, nhẹ gật đầu, chân sau một điểm thân thể hướng phía nam bay đi. Tuyết Vực sự tình đã kết thúc, là thời điểm hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, chờ hắn tiến đến Huyền Thần Sơn, Ngao Lư lưu lại cấm chế hẳn là cũng buông lỏng. Hắn cũng không có lập tức độn thiên, dù sao cái này có người ngoài, hắn hướng phía nam phi hành hơn 20 dặm thần thức 4 phía quét qua, liền chuẩn bị độn thiên rời đi. Ma tinh, đột nhiên, cách hắn ngàn trượng phía đông diện tích tuyết nổ tung, một bóng người bắn ra, một đạo thanh âm quen thuộc cũng vang vọng khắp nơi. Giang Dật thân thể run lên, ánh mắt chậm rãi nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại, thấy được một tấm tràn đầy nước mắt tinh xảo mặt. Kia là một thiếu nữ, mặc một bộ bó sát người váy đen, con mắt si ngốc nhìn chằm chằm hắn, yểu điệu thân thể mềm mại có chút rung động. Ma Yêu Nhi, hắn hô một tiếng, sau đó thống khổ nhắm mắt lại, hai tay sáng lên bạch quang trực tiếp xé rách hư không chui vào, tại độn thiên rời đi trong nháy mắt đó, hắn lần nữa ngoái nhìn nhìn Ma Yêu Nhi một chút, bờ môi khẽ động truyền âm qua, Ma Yêu Nhi, ta Giang Dật rất ít hứa hẹn, bất quá một khi hứa hẹn tuyệt đối hữu hiệu. 5 năm sau, ngươi như còn không thể quên ta, ta còn chưa có chết, định không phụ ngươi. Hưu, Giang Dật biến mất tại khe hở bên trong, vết nứt không gian chậm rãi khép lại biến mất, chỉ để lại lông ngỗng tuyết lớn đầy trời bay múa, còn có một cái lẻ loi trơ trọi đứng tại trong đống tuyết thân ảnh. Chương 1049, Doãn Nhược Băng đính hôn. Tuyết Vực không gian rất là ổn định, sở dĩ độn thiên khoảng cách giảm bớt đi nhiều, Giang Dật dòng dã hao tốn 4 ngày thời gian mới độn thiên đến Tuyết Vực chi nam, tới gần Vũ gia 4 vực. Hắn không dám tiếp tục hướng phía nam độn thiên thần kỹ thế nhưng là hắn độc môn tuyệt kỹ, chỉ ít thiên tinh giới không nghe nói ai còn hội. Độn thiên duy nhất thiếu hụt cũng không biết xảy ra chỗ nào, Đông Hoàng Đại Lục khắp nơi đều là người, một khi bị người phát hiện, đoán chừng ngày thứ 2 liền sẽ truyền khắp đại lục. Thần bí câu ngư lão người để hắn không đạt tới bán thần không phải bước vào Đông Hoàng Đại Lục, nếu bị Bắc Đế phát hiện tuyệt đối truy sát đến chết. Hắn không phải không nghe lời của lão giả này, chỉ là không có biện pháp, Ngao Lư hy vọng hắn đạt được Huyền Thần Cung, Thánh Hậu lại để cho hắn đi Huyền Thần Cung bên trong thu hồi lưu ly tháp, hắn chỉ có mạo hiểm lại hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục. Cũng may hắn có huyễn ảnh thần thông, chỉ cần bất hòa cường đại nửa thần chiếu mặt, ai cũng không nhận ra hắn tới. Hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ, cưỡi đường ra thiên cơ thuyền đi Huyền Thần Sơn, dạng này mặc dù chậm nhưng thắng ở an toàn. Đi, hắn nghỉ ngơi một hồi lần nữa độn thiên, bất quá không dám hướng phía nam độn thiên, mà là về phía tây một bên, hắn chuẩn bị tiến vào y ra bốn vực, đi một trong đó thành ngồi đường ra thiên cơ thuyền. Nơi này ngay tại Đông Hoàng Đại Lục biên giới, không gian không có ổn định như vậy, Giang Dật liên tục độn thiên 3 lần, tựu đã tới y ra Phật Quang vực phía bắc. Không sai biệt lắm, đi, thân thể của hắn bạch quang lấp lánh, biến thành một cái lãnh khốc trung niên tráng hán, cũng mặc vào một thân chiến giáp, khí tức tại thiên quân lục trọng tả hữu, dạng này bề ngoài không gây cho người chú ý, người bình thường cũng không dám đến trêu chọc. Hưu, một đường lao nhanh, ngày đêm không dừng lại, đến trong đêm hắn sẽ còn bay lên không trung, không ngừng hấp thu cương phong. Tại tuyết vực hắn dùng rất nhiều cương phong, bất quá cương phong lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cũng là không cần lo lắng. 4 ngày sau đó, hắn đã tới một cái thành nhỏ phía bắc, thần niệm dò xét một lần, xác định trong thành nhỏ không có cái gì cường giả về sau, hắn nghênh ngang vào thành. Tìm một khách sạn, hắn đưa tới tiểu nhị, theo trong giới chỉ vung ra vài miếng kim diệp tử, tiểu nhị kia con mắt lập tức thẳng, Giang Dật hờ hững mở miệng nói, hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, nếu là đáp tốt, những này tất cả đều là ngươi. Đa tạ đại nhân, tiểu nhị vội vàng quỳ xuống lễ bái, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào kim diệp tử. Gần nhất Đông Hoàng Đại Lục nhưng có cái đại sự gì? Giang Dật khắp không tận tâm nâng chung trà lên nhấp một miếng nói, bản tọa bế quan 2 năm, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Đại sự? Tiểu nhị con mắt chuyển vài vòng, vươn tay đếm, 2 năm trước, tội đảo phái tới một cái gian tế gọi Giang Dật, đại náo vũ ra 4 vực, giết. Giang Dật khoát tay áo, nói, việc này ta bế quan trước nghe nói qua, nói phía sau đi. Được rồi, tiểu nhị nghĩ tiếp tục nói ra, đằng sau hơn nửa năm, ta ra đại thiếu đột phá bán thần, đưa tới đại lục oanh động đâu. Tà gia đại thiếu cái nào? Tà gia đại thiếu Tà Phi. Giang Dật lông mày nhíu lại, nhìn thấy tiểu nhị nhẹ gật đầu, hắn lập tức chấn kinh đến không gì sánh kịp, trong mắt một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nếu như nói Vũ Nghịch Y Thiền đột phá làm bán thần có lẽ hắn sẽ không như vậy chấn kinh, Tà Phi chân thế nhưng là bị hắn dùng cương phong xoắn nát, nhân thể tự nhiên đại trận hủy đi, Tà Phi tương đương liền là một cái phế vật, hắn thế mà có thể đột phá bán thần. Hắn một phát bắt được tiểu nhị cổ áo, trên mặt lộ ra tức giận, cười lạnh nói, Tà Phi không phải chân gãy ngươi dám đùa ta. Không dám không dám, Giang Dật sát khí mạnh bao nhiêu, tiểu nhị này dọa đến kém chút ngất đi, liền vội vàng khoát tay nói, đại nhân, tiểu nhân làm sao dám lừa gạt ngài, nghe nói Tà đế tự mình xuất thủ đi một cái bí cảnh bên trong, giúp Tà Phi công tử làm một gốc khốn long thảo, Tà Phi công tử chữa trị thân thể sau bế quan khổ luyện hơn nửa năm, đột phá bán thần. Ngoá, Giang Dật trợn trắng mắt, xuất thân cửu đế gia tộc quả nhiên liền là thoải mái a. Chân gãy đều có thể sửa phục, muốn khốn long thảo tùy ý có thể cho tới. Cái này Tà Phi cũng không hổ là cửu đế gia tộc tuyệt đỉnh thiên tài, mỗi lần gặp khó không chỉ có không có tinh thần sa sút, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Lần trước đuổi giết hắn thất bại tiểu thực lực tăng nhiều, lần này bị hắn gãy chân càng là nhất phi trùng thiên, trực tiếp đột phá bán thần. Bán thần, đây chính là thế giới này cấp cao nhất tồn tại, đại lục võ giả ức vạn, thiên quân võ giả ức vạn, bán thần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như Tà đế gia bán thần cũng đúng ra không cao hơn 50 cái. Toàn bộ thiên tinh giới bán thần cộng lại đoán chừng không đến 1000, có thể thấy được bán thần đột phá chi nạn, Tà Phi cũng coi như cá chép cá vượt long môn, chỉ cần không chết về sau tuyệt đối là một đời mới Tà hoàng Tà đế. Nói tiếp đi, trên mặt hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, buông ra tiểu nhị cổ áo, đồng thời vung đi qua một khối kim diệp tử, tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở, tiếp tục nói ra, đằng sau còn có một cái đại sự, Tà Phi sau khi đột phá tới Phật đế thành, hướng Thiền tiểu thư cầu thân, nghe nói y gia trưởng lão cùng các trưởng bối rất hài lòng, Phật hoàng đều gật đầu. Nhưng cuối cùng Thiền tiểu thư không có đồng ý, để Tà Phi công tử trong vòng 5 năm đạt tới bát tinh cường giả lại đến cầu hôn. Ha ha, Giang Dật vừa mới bắt đầu nghe được nội tâm rất cảm giác khó chịu, đằng sau lại cười. Y Thiền quả nhiên vẫn là như cũ a, xem nhẹ thiên hạ đấng mày râu, Tà Phi coi như đột phá bán thần, nàng đồng dạng cũng chướng mắt, cái này nói rõ là kế hoãn binh. Tiểu nhị dừng một chút, lại nói ra, về sau còn có một cái đại sự, ngay tại 3 tháng trước, chiến gia đệ nhất công tử Chiến Thiên Lôi xuất quan, dùng 30 tuổi niên kỷ đột phá bán thần, chấn kinh toàn bộ đại lục. Cái gì? Giang Dật hổ khu run lên, kém chút lại đem tiểu nhị này cổ áo nhấc lên, cái này bán thần là cải trắng đậu hũ sao, nói đột phá đã đột phá vẫn là 30 tuổi. Tiểu nhị không có chú ý Giang Dật biểu lộ, một người tiếp tục bình luận, đằng sau câu nói kia để Giang Dật trực tiếp nhảy dựng lên, Chiến Thiên Lôi sau khi xuất quan, trước tiên cùng Chiến Hoàng đi Doãn Đế Thành hướng Doãn Nhược Băng cầu hôn, Doãn Hoàng đáp ứng, cùng ngày tựu đã đính hôn, 1 năm sau đại hôn. Ân, là 9 tháng sau, oanh, Giang Dật trong đầu tựa như nổ lên một đạo như kinh lôi, cũng giống đổ ngũ vị bình, tư vị gì đều có. Trong đầu của hắn hiển hiện một cái như nữ tử giống như tinh linh, hiện lên rất nhiều hình tượng. Đối với Doãn Nhược Băng hắn ký ức quá sâu sắc, nhất là luyện ngục phế tích bên ngoài Doãn Nhược Băng ngăn tại trước mặt hắn, nguyện cùng hắn cùng chết hình tượng càng làm cho nội tâm của hắn khuấy động không thôi. Đối với Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng hai cái này tuyệt thế xinh đẹp, Giang Dật nội tâm một mực rất phức tạp, nếu như nói không thích kia là gạt người, hắn không phải động vật máu lạnh, cũng là nam nhân bình thường. Hai cái này khuynh thế hồng nhan coi như bất luận cái gì nam tử đều sẽ là chi tâm động, huống chi hắn cùng hai người còn một mực dây dưa không rõ. Bất quá Giang Dật vẫn luôn đang áp chế nội tâm tình cảm, bởi vì hắn từng tiến vào thần tứ bộ lạc, cùng Ngao Lư quan hệ mật thiết, sở dĩ hắn chú định chỉ có thể cùng Cửu Đế gia tộc là địch, cũng chú định cùng hai người không có kết quả. Hắn vẫn luôn đang tránh né, thậm chí cũng không dám đi phương diện này suy nghĩ. Hắn đến Đông Hoàng Đại Lục là vì cứu Tô Như Tuyết, vì tìm kiếm Y Phiêu Phiêu, hắn càng không suy nghĩ đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Sở dĩ tại Phật Sơn bên trong Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền đi tìm hắn, muốn tới gần hắn, hắn đều như một cái con nhím, đem chính mình mềm mại nội tâm đóng băng, lưu lại một thân đâm. Nhưng giờ khắc này, nghe được Doãn Nhược Băng muốn cùng người khác đám cưới, nội tâm của hắn rất cảm giác khó chịu, có loại chua chua cảm giác. Có lẽ đây cũng là tất cả nam nhân bệnh chung đi, mình có thể không thích, có thể không cần, nhưng lại dung không được người khác nhúng chàm. Ha ha, hắn tự giễu nở nụ cười, ám đạo chính mình quả nhiên là đa tình hạt giống, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư suy nghĩ những này số trời đã định, thiên hạ mỹ nhân ngàn ngàn vạn, chẳng lẽ lại mỗi cái đều muốn đạt được. Không nghĩ, trời sáng lên đường đi Huyền Thần Sơn, hắn lắc đầu, khu trừ nội tâm tạp niệm, vẫy lui tiểu nhị, ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu nghĩ đến lần này đi Huyền Thần Sơn lại không biết sẽ tao ngộ cái gì, hắn có thể bình an tiến vào Huyền Thần Cung, đạt được lưu ly tháp sao. Chương 1050, người rốt cuộc xuất hiện. Giang Dật ngày thứ hai đi phụ cận một tòa bên trong thành, vào thành trước hắn đổi một cái bộ dáng, biến thành một cái tiểu gia tộc công tử, lại tìm khách sạn hỏi thăm một phen tin tức. Lần trước cái kia tiểu nhị không có lừa hắn, Tà Phi quả nhiên đột phá bán thần. Cái kia theo xuất sinh đến một mực điệu thấp vô cùng Chiến gia đại thiếu cũng đột phá bán thần, còn cùng Doãn Nhược Băng đã đính hôn. Bất quá cái này 1 năm sau đại hôn, là Doãn Nhược Băng nói ra, hiển nhiên nàng cũng có chút kháng cự, bức bách tại gia tộc áp lực chỉ có thể kéo dài thời gian 1 năm thôi. Bất luận cái gì đại gia tộc tử đệ hôn ước đều là thân bất do kỷ, là chính trị thông gia. Doãn Nhược Băng là hương nữ tộc, việc này tại đại gia tộc công tử trong lòng đã sớm không phải bí văn, người người đều muốn lấy được cái này tuyệt thế xinh đẹp, tự xem ai đáng giá Doãn gia lôi kéo được. Chiến gia cây đại thụ này rất cường đại, Chiến Đế vẫn là cửu tinh cường giả, chủ yếu nhất là Chiến Thiên Lôi có thể đột phá bán thần, cái này ngày sau cùng Tà Phi giống nhau là ván đã đóng thuyền Chiến Hoàng Chiến Đế, cùng một vị tương lai Chiến gia trưởng đại nhân thông gia, phù này hợp Doãn gia lợi ích. Y Thiền bị áp lực cũng rất lớn, Y Thiền may mắn là hắn có một cái tu thiền gia gia, tu vẫn là tâm thiền, giảng cứu tùy tâm sở dục, y theo bản tâm. Nếu không lần này khẳng định cũng chỉ có thể cùng Doãn Nhược Băng đồng dạng, căn bản dung không được nàng nửa điểm ngỗ nghịch. Ngoại trừ cái này mấy món sự tình, Đông Hoàng Đại Lục rất là bình tĩnh, Bắc Đế gia không có bất cứ động tính gì, Vũ Nghịch cũng mai danh ẩn tích, 2 năm qua không hề lộ diện qua một lần. Đáng nhắc tới chính là Kiếm Vô Ảnh lại đột phá, cảm ngộ một cái ngũ tinh đạo văn, cảnh giới đạt đến thiên quân đỉnh phong. Cái này Kiếm ra nghịch thiên thiếu niên tốc độ tu luyện quá nhanh, như Giang Dật lại trễ 2 năm trở về, đoán chừng lại hội nghe được Kiếm Vô Ảnh đột phá bán thần tin tức. Thôi, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, suy nghĩ nhiều vô ích. Giang Dật lắc đầu đem nội tâm phiền não sự tình khu trừ, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một viên hạt châu màu xanh lục, hắn muốn liên lạc thoáng cái ảnh hoàng người. Đáng tiếc hắn khổ đợi 1 canh giờ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, ảnh hoàng ở chỗ này cũng không có an bài gian tế. Đi, hắn đứng dậy rời đi, trực tiếp tìm được đường ra phân đà, hắn không có lấy ra đường ra cho hắn các loại lệnh bài, mà là giá gốc nộp lên thiên thạch. Lệnh bài kia có đường ra tiêu ký, sẽ để cho thân phận của hắn bại lộ, mặc dù cùng đường ra quan hệ cũng không tệ, nhưng đường ra thế nhưng là thuần túy thương nhân, ai biết bọn hắn có thể hay không bán đứng chính mình. Hắn cũng không có trực tiếp mua đi Huyền Đế Thành vé tàu, mà là mua đi Thiên Khải Vực vé tàu, hắn muốn trở về nhìn xem cái kia điệp nữ tộc, nhìn xem hai đứa bé kia, dạng này cũng có thể che giấu thoáng cái hành tích. Dù sao từ nơi này trực tiếp đi Huyền Đế thành tốn hao thiên thạch thế nhưng là giá trên trời, Đường ra khẳng định hội lưu ý, đến lúc đó tra rõ thoáng cái thân phận của hắn, rất dễ dàng bại lộ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, Phật dưới núi Kỳ Thiên Vũ bọn người toàn bộ chiến tử, cái này khiến hắn đối Kỳ ra rất là áy náy, muốn đi tìm Kỳ Thiên Thần xin lỗi một tiếng. Phật quang vực ly Thiên Khải vực không xa, người nơi này thường xuyên cùng Thiên Khải vực lui tới, cũng bất quá hơn một tháng lộ trình, tuyệt đối sẽ không gây nên ngoại nhân chú ý. Kỳ thật, giao tiền đặt cọc lúc, Giang Dật có chút chần chờ bất định, hắn rất muốn đi Phật Sơn mặt phía bắc cái kia hồ nhỏ đi một vòng, nhưng nghĩ tới lão giả thần bí hắn lại không dám đi. Lão giả kia ngữ khí rất quả quyết, không có đạt tới bán thần, đi nơi nào cũng không hội kiến hắn, hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này đè xuống. Sau 5 ngày, thiên cơ thuyền đến, Giang Dật hóa thân một cái tiểu gia tộc công tử lên thiên cơ thuyền, một đường rất là bình an, hắn thần niệm cái này mấy ngày thỉnh thoảng dò xét, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi sự tình. Tại trong khoang thuyền chờ đợi 2 ngày, Giang Dật tiến vào thiên cơ thuyền bên trên gấp trăm lần tu luyện mật thất. Hắn thứ 6 khỏa tinh thần dị biến, nguyên lực đạt tới thiên quân đỉnh phong, nếu như là người bình thường không đạt tới bán thần chắc chắn sẽ không đi tu luyện nguyên lực, cũng vô pháp tu luyện nguyên lực. Hắn khác biệt, hắn đan điền dị biến, xuất hiện 9 khỏa tinh thần, lần trước đột phá hắn tự tu luyện một hồi, đệ thất khỏa tinh thần đồng dạng có thể thoát ra nguyên lực. Bất quá đệ thất khỏa tinh thần cần nguyên lực càng nhiều, dòng dã nhiều gấp 3.